Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 451 vô liêm sỉ. Mà Lưu Bảo Thông luôn duy trì sắc mặt bình tĩnh. Anh là bác sĩ quân y nổi tiếng nhất phía Tây, vô số lần ra vào chiến trường súng đạn khốc liệt, cứu đồng đội mình, tiêu diệt kẻ địch. Có mấy chục bảo an thôi, anh không để tâm. Nếu không phải cần đợi Lương Trọng tới, một mình anh cũng hạ gục được hết đám bảo an này. Thủ hạ của Lê Uy Long không có kẻ yếu đuối, cho dù là quân y như Lưu Bảo Thông, sức chiến đấu cũng không hề yếu. Cô giáo Dung, nếu bây giờ cô đồng ý làm bạn gái tôi sẽ tha cho bạn trai của cô. Lương Tuấn Thịnh thấy đám người Lưu Bảo Thông bị vây lại, mọc cánh cũng khó thoát liền kiêu ngạo nói. Lương Tuấn Thịnh, sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy hả? Dù sao tôi cũng từng là cô giáo của cậu, cậu ức hiếp cô giáo mình như vậy, chẳng lẽ không sợ bị quả báo hả? Lê Hồng Ngọc nói. Hết cách rồi, ai bảo cô khiến tôi mê mẩn đến vậy chứ? Vì muốn có được cô, tôi có thể bất chấp định kiến của người đời. Lương Tuấn Thịnh không biết xấu hổ nói. Lê Hồng Ngọc nghe thấy lời Lương Tuấn Thịnh nói càng tức giận hơn, đây không phải lời mà tuổi hắn nên nói ra, rốt cuộc là gia đình như nào mới khiến hắn ta còn trẻ như vậy đã biến thái như này. Cậu còn trẻ mà đã dám làm những chuyện tày trời như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nếu bây giờ biết hối hận có lẽ vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Lê Hồng Ngọc nói, cô giáo Dung, cô không cần dạy tôi, ban nãy bạn trai cô đánh tôi, cô nói nên làm thế nào bây giờ? Tôi chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có làm người phụ nữ của tôi không? Lương Tuấn Thịnh không muốn làm nhảm với Lê Hồng Ngọc, hắn chỉ cần đáp án của cô. Lê Hồng Ngọc khó xử, bởi vì ban nãy Lưu Bảo Thông đánh Lương Tuấn Thịnh, gây náo loạn lớn, cô không muốn anh xảy ra chuyện nên không dám công khai từ chối Lương Tuấn Thịnh. Lúc này, Lưu Bảo Thông nói, mày đừng nằm mơ nữa, còn nói nhảm, tin tao đánh mày lần nữa không? Lương Tuấn Thịnh không ngờ rằng Lưu Bảo Thông bị một đám bảo an vây quanh không chút sợ hãi, không những không có một chút sợ hãi, còn kiêu ngạo như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mày chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo như vậy, Lương Tuấn Thịnh tức giận hét. Còn không biết ai là người chết đến nơi đâu, Lưu Bảo Thông nói. Được, mày đợi đó cho tao, tí nữa đừng khóc lóc cầu xin tao. Lương Tuấn Thịnh nói. Cậu Thịnh. Hay là bây giờ để đảm bảo an của tôi đánh cho bọn họ nửa sống nửa chết trước? Nguyễn Thành Đạt vì muốn bù đắp lỗi lầm ban nãy của mình, đồng thời lấy lòng Lương Tuấn Thịnh nên muốn ra tay trước. Không gấp, đợi bố tôi tới rồi quyết định sau, dù sao bọn họ cũng không chạy thoát được. Lương Tuấn Thịnh nói. Nguyễn Thành Đạt nghe Lương Tuấn Thịnh nói thế chỉ có thể đứng im. Lương Tuấn Thịnh là con trai của lãnh đạo thành phố, Nguyễn Thành Đạt không chút do dự chọn đứng về phía Lương Tuấn Thịnh. Mà Lưu Bảo Thông chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một vị khách như vậy, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, cũng chả có gì lớn. Các người mau tránh ra, tôi muốn đi về. Nếu các người không tránh ra tôi sẽ báo với Hiệp hội Hộ Pháp, để Hiệp hội Hộ Pháp cử người tới cứu chúng tôi. Lê Hồng Ngọc bị mắc kẹt ở đây không có cách nào thoát ra liền nghĩ tới gọi Hiệp hội Hộ Pháp tới xử lý. Ha ha, Hiệp hội Hộ Pháp tới cũng chả có tác dụng gì. Bố tôi là lãnh đạo thành phố Đà Lạt. Hiệp hội Hộ Pháp đến cũng phải nể mặt ông ấy, không giúp mấy người được đâu. Lương Tuấn Thịnh cười lớn. Tôi không tin bố cậu còn điều khiển được Hiệp hội Hộ Pháp, bây giờ tôi sẽ gọi cho Hiệp hội Hộ Pháp báo án. Lê Hồng Ngọc nói xong rút điện thoại ra. Nếu cô không tin thì cứ gọi đi, tôi chắc chắn không ngăn cản đâu. Lương Tuấn Thịnh nói. Cô biết lãnh đạo mới của Hiệp hội Hộ Pháp bây giờ là Ánh Hạ, không phải Hoàng Minh Yên nữa. Lúc trước Ánh Hạ tới trường điều tra về vụ nữ sinh nhảy lầu. Cô đã thấy Ánh Hạ là một chủ tịch tốt, thực thi pháp luật công bằng và liêm chính. Vậy nên cô vẫn tin tưởng Hiệp hội Hộ Pháp sẽ xử lý công bằng. Vì thế cô lập tức gọi cho Hiệp hội Hộ Pháp, nhưng lúc này, Lưu Bảo Thông lại giơ tay ra, lấy điện thoại của cô, nói cô giáo Dung, không cần gọi đâu. Tại sao? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Hiệp hội Hộ Pháp đến rồi, ngược lại thành trở ngại, khó xử lý chuyện này. Lưu Bảo Thông biết Lê Uy Long đã phái người tới đây bắt bố con Lương Trọng, vậy nên không muốn người của Hiệp hội Hộ Pháp can thiệp. Chương 452 tôi đã nói rồi. Lê Uy Long vừa rồi có nói, phải bí mật xử lý hai cha con Lương Trọng nếu không có sự nhúng tay của đám cảnh sát thuộc Cục Công an thành phố thì chuyện sẽ càng khó xử lý hơn. Chẳng lẽ anh có thể xử lý tình huống này sao? Lê Hồng Ngọc hỏi. Có thể, vừa rồi tôi đã nói với Lê Uy Long. Học sinh của cô về chuyện này để anh ấy đưa người tới đây rồi. Lưu Bảo Thông đáp. Mà lúc này, Lương Trọng đã tới khách sạn.
Ông ta vừa bước vào khách sạn lập tức nhìn thấy con của mình cùng một đám thanh niên khác nằm la liệt trên đất. Bố, cuối cùng bố cũng tới rồi. Lưu Thịnh thấy bố mình tới thì lập tức vui như bắt được vàng. Mấy người bảo vệ thấy Lương Trọng tới cũng lập tức nhao nhao tránh đường cho ông ta đi. Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh cùng Bạch Liên cũng đã thấy Lương Trọng đi tới, lúc này lại thấy càng thêm sợ hãi. Những chuyện này, rốt cuộc kẻ nào làm ra? Lương Trọng thấy con trai mình thảm hại nằm trên đất, răng cũng rơi sạch văng trên đất thì vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm đám người mà quát lên. Không đợi Lương Tuấn Thịnh trả lời, Nguyễn Thành Đạt cướp lời, chỉ thẳng vào Lưu Bảo Thông và nói, bác Trọng, chính là tên này. Chính tên này đánh cậu Thịnh ra thành thế này, cháu đã sai bảo vệ vây hắn lại để đợi bác tới xử lý. Lương Trọng nghe thể thì quay sang nhìn chằm chằm Lưu Bảo Thông, giọng đầy phẫn nộ, sao cậu lại đánh con trai tôi? Bởi vì con trai ông quá kiêu ngạo, học sinh kiểu gì mà đến cả cô giáo mình cũng dám trêu ghẹo. Làm trò không giữ đạo, làm trò chẳng nhẽ không đáng bị dạy dỗ lại sao? Lưu Bảo Thông không sợ hãi mà đáp lại. Đây là con trai của tôi, nó sai cũng không đến lượt cậu dạy nó. Lương Trọng nói, xì, đúng là cha nào con đấy, xem ra ông cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Lưu Bảo Thông nói, Lương Trọng nổi giận, mày dám mắng cả tao. Mày có biết tao là ai không hả? Nghe nói, ông là người đứng thứ 5 ở Đà Lạt, Lưu Trọng phải không? Lưu Bảo Thông vẫn dửng dưng như không trả lời ông ta. Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh cùng Bạch Liên thấy thái độ của Lưu Bảo Thông vẫn dửng dưng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta biết rõ thân phận của Lương Trọng mà vẫn không sợ, chẳng lẽ chính Lưu Bảo Thông cũng là một người có thân phận không đơn giản. Mày biết rõ tao là người thứ 5 của Đà Lạt mà vẫn dám kiêu ngạo như thế. Lương Trọng thực không ngờ rằng có một ngày có kẻ nghe thấy tên ông ta, biết thân phận của ông ta mà vẫn còn dám không nể mặt mũi mà ngông cuồng như vậy. Chỉ là tên thứ 5 thì đã là cái gì? Trong mắt tôi, ông chẳng là cái mốc gì hết. Lưu Bảo Thông nói, sau lưng anh ta còn có Lệ Uy Long. Anh ấy còn là hộ soái vệ quốc làm chỗ dựa nữa kia, sao có thể sợ một tên đứng thứ 5 nho nhỏ ở Đà Lạt chứ? Lương Trọng thấy Lưu Bảo Thông dám coi thường mình như vậy lập tức phẫn nộ kêu gọi đám người, đánh cho tao, đánh cho tới khi hắn phải lết trên đất rồi đưa qua cho bên cục công an thành phố xử lý. Nguyễn Thành Đạt thấy Lương Trọng ra lệnh thì lập tức hô hào đám bảo vệ, lên, cái tên không biết trời cao đất dày này lại dám coi thường ông Lương Trọng, lại còn dám đánh cả cậu Lương Tuấn Thịnh nữa. Thù mới, nợ cũ tính cả thể, đánh hắn tàn phế cho tao. Đám bảo vệ nghe được lệnh thì lập tức cùng nhau xông về phía Lưu Bảo Thông. Nhìn đám bảo vệ thi nhau xông tới, Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh cùng Bạch Liên sợ xanh mặt, luống cuống không biết làm sao bây giờ. Lưu Bảo Thông sớm đã chuẩn bị chiến đấu, anh ta quyết định giải quyết đám bảo vệ trước rồi lại khống chế hai cha con Lương Trọng để chờ Hà Ngọc Lan dẫn người tới xử lý. Mà ngay lúc đại chiến sắp diễn ra thì một người phụ nữ hiên ngang xuất hiện, trên người đằng đằng sát khí, hơn thế, phía sau cô ta còn dẫn theo 4 tên đàn ông cao to cầm súng. Người tới với tư thế hiên ngang mang theo sát khí ngút trời này không phải ai khác, chính là Hà Ngọc Lan. Mà 4 người đàn ông đi sau cô cũng không tầm thường, toàn bộ đều là tinh anh đặc chủng. Chương 453 Hà Ngọc Lan tới. Dừng tay, Hà Ngọc Lan thấy một đám bảo an vây quanh Lưu Bảo Thông tức giận hét lớn. Đám bảo an đang chuẩn bị ra tay bị tiếng hét giận dữ của Hà Ngọc Lan làm cho kinh ngạc, không tự chủ dừng lại. Lưu Bảo Thông thấy Hà Ngọc Lan đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh ấy không sợ 30 tên bảo an này nhưng nếu đánh nhau thật, anh ấy không thể đảm bảo chắc chắn Bạch Liên, Lê Hùng Thanh và Lê Hồng Ngọc không bị thương. Lúc này, Hà Ngọc Lan ngẩng cao đầu bước tới, theo sau là 4 thành viên đội đặc nhiệm. Lương Tuấn Thịnh nằm trên đất, thấy Hà Ngọc Lan hiên ngang bước tới. Ánh mắt hắn cũng nhìn theo Hà Ngọc Lan đi xa. Bởi vì, hắn chưa bao giờ thấy một người con gái xinh đẹp, khí thế, dáng người đẹp đẽ như vậy. Lương Tuấn Thịnh nằm trên đất, từ dưới nhìn lên, ở góc độ này, dáng người Hà Ngọc Lan càng đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, bầu ngực to lớn. Dáng người, ngoại hình còn hơn Lê Hồng Ngọc không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể cưới được người phụ nữ như này, có lẽ hắn ngày nào cũng không muốn xuống giường. Đến cả Lương Trọng từng gặp vô số người đẹp lãnh đạo thành phố nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và phong cách như Hà Ngọc Lan, giờ phút này hắn thần hồn điên đảo, không nói lên lời. Vào lúc bố con Lương Trọng, Lương Tuấn Thịnh ngẩn ra, Hà Ngọc Lan đột nhiên hét lớn, bắt Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh lại. 4 thành viên đội đặc nhiệm nhanh chóng lao lên, 2 người quật ngã Lương Trọng, ấn hắn xuống đất,
hai người khác dẫm lên Lương Tuấn Thịnh vốn đã nằm trên mặt đất. Thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người kinh ngạc, không ai ngờ tới Hà Ngọc Lan đem vài người đến, không nói hai lời đã ra lệnh bắt lãnh đạo thành phố Đà Lạt và con trai ông ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Đến lãnh đạo thành phố Đà Lạt cũng dám bắt, không lẽ điên rồi? Nguyễn Thành Đạt và đảm bảo an của ông ta còn chưa phản ứng kịp, bố con Lương Trọng đã bị khống chế. Tên công tử đi cùng Lương Tuấn Thịnh thấy Lương Tuấn Thịnh đột nhiên bị bắt toát mồ hôi lạnh, cả người phát run, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà Lưu Bảo Thông không chút ngạc nhiên, bởi tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Lê Hồng Ngọc trước đó ở bệnh viện đã thấy Hà Ngọc Lan đến tìm Lê Uy Long, biết cô ấy là đồng đội của Lê Uy Long, cũng là đồng đội của Lưu Bảo Thông. Nhưng cô không ngờ Hà Ngọc Lan dám hạ lệnh bắt Lương Trọng, một lãnh đạo thành phố. Thấy Hà Ngọc Lan chỉ đem 4 người tới, Lê Hồng Ngọc không kìm được mà lo lắng cho cô. Chỉ đem 4 người mà dám hạ lệnh bắt bố con Lương Trọng liệu có quá không biết lượng sức mình không? Hỗn xược, bỏ tôi ra, mấy người là ai, biết tôi là ai không hả? Lương Trọng tức giận hét lớn, hắn ta cho rằng mấy người này nhận sai người rồi nên mới bắt mình. Ông không phải lãnh đạo thành phố, Lương Trọng sao? Hà Ngọc Lan thời gian gần đây vốn đang điều tra Lương Trọng nên biết hắn. Cho dù chưa gặp hắn thì cũng nhìn qua ảnh chụp của hắn. Không sai, đã biết tôi là lãnh đạo thành phố, mà còn dám bắt tôi, ăn gan hùm mật gấu rồi phải không hả? Lương Trọng hét lớn. Đừng nói nhảm, người cần bắt chính là ông. Hà Ngọc Lan nói. Mấy người muốn tạo phản hả? Lập tức thả bố con tôi ra. Nếu không tôi sẽ khiến mấy người trả giá đắt. Lương Trọng lại tức giận hét. Hắn không hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp này muốn bắt cha con họ. Hà Ngọc Lan không muốn nghe Lương Trọng làm nhảm nên ra lệnh đem đi. Chương 454 ông dám sao? 4 thành viên đội đặc nhiệm lập tức xốc Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh lên, bẻ quạt tay họ ra sau lưng, chuẩn bị áp giải ra ngoài khách sạn. Ông chủ Đạt, mau bảo an của ông cứu chúng tôi. Có thể đây là bọn côn đồ muốn bắt cóc bọn tôi. Chỉ cần cứu chúng tôi, ông đã lập công lớn rồi. Tôi nhất định sẽ báo đáp ông. Lương Trọng lớn tiếng hét với Nguyễn Thành Đạt. Nguyễn Thành Đạt nghe thấy tiếng hét của Lương Trọng như tỉnh mộng. Đám người này đến Lương Trọng cũng dám bắt chắc chắn là bọn côn đồ. Chỉ cần cứu được bố con Lương Trọng vậy chắc chắn là lập công lớn rồi. Không phải ai cũng có cơ hội cứu lãnh đạo thành phố, chỉ cầm nắm lấy cơ hội ngàn năm khó gặp này, cứu lãnh đạo thành phố là có được hậu thuẫn to lớn, sau này tiền đồ sáng lạng. Vì vậy, Nguyễn Thành Đạt hét lên với đám bảo an, nhanh, mau cứu ông Trọng khỏi đám côn đồ kia. Đám bảo an cũng muốn lập công, lập tức xông lên hòng giải cứu bố con Lương Trọng. Tuy nhiên, Hà Ngọc Lan đã chuẩn bị từ lâu, không nói hai lời, một mình đánh với đám bảo an. Binh binh binh, đám bảo an này còn chưa kịp phản ứng đã bị Hà Ngọc Lan đánh trúng, phát ra tiếng la hét thê thảm. 4 thành viên đặc nhiệm kia đều từng thấy Hà Ngọc Lan ra tay. Đầu không thèm ngoảnh lại, áp giải Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh ra khỏi khách sạn. Họ đều biết thực lực của Hà Ngọc Lan, 30 tên bảo an kia không phải đối thủ của cô, vì thế không chút lo lắng áp giải Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh đi. Mà Lưu Bảo Thông từng thấy Hà Ngọc Lan ra tay, anh cũng không giúp đỡ mà đứng bên bảo vệ Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh và Bạch Liên Tránh có người lao qua đây, làm bọn họ bị thương. Trong lúc đánh nhau, có vài tên lao về phía Lê Hồng Ngọc đều bị Lưu Bảo Thông đá về. Đương nhiên, có không ít bảo an trong lúc hỗn loạn, nện lên người tên công tử bột đang nằm dưới đất kia, khiến họ kêu gào thảm thiết, thậm chí có người còn ho ra máu. Khách và nhân viên trong khách sạn thấy bọn họ đánh nhau cũng nhanh chóng tránh xa, tránh bản thân bị thương. Tốc độ ra tay của Hà Ngọc Lan quá nhanh, đám bảo an còn chưa kịp nhìn rõ đã bị chúng nắm đấm hoặc bị Hà Ngọc Lan đá trúng. Chưa tới một phút, 30 tên bảo an, tất cả đều bị Hà Ngọc Lan đánh đến nằm bò dưới đất. Kêu gào thảm thiết, không bò dậy nổi. Nguyễn Thành Đạt thấy Hà Ngọc Lan một địch 30, phút chốc hạ gục tất cả bảo an, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Phút chốc đầu hắn đầy mồ hôi. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh bị áp giải tới cửa khách sạn, nghe thấy tiếng la khóc thảm thiết đằng sau, quay đầu xem xảy ra chuyện gì, thì thấy đám bảo an nằm la liệt trên sàn, mà Hà Ngọc Lan lại hiên ngang đứng đó. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh biến sắc. Họ còn trông chờ đám bảo an này cứu mình. Nhưng không ngờ tới, một đám bảo an xúm lại cũng không đánh được một người phụ nữ xinh đẹp. Chương 455 không cần đền gì hết. Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh và Bạch Liên thấy Hà Ngọc Lan có thể đánh nhau tốt như vậy đều bị kinh ngạc.
Khi nãy họ còn lo lắng Hà Ngọc Lan dẫn theo quá ít người không đánh được đám bảo an này. Nhưng bây giờ có vẻ họ lo lắng thừa rồi. Không cần đồng đội ra tay, một mình Hà Ngọc Lan đã xử lý xong. Đi nhanh lên, mấy thành viên đội đặc nhiệm thấy Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh dừng lại không bước tiếp lập tức quát lên, sau đó áp giải bọn họ ra khỏi khách sạn. Sau khi hạ gục đám bảo vệ, Hà Ngọc Lan đi thẳng về phía Nguyễn Thành Đạt. Nguyễn Thành Đạt thấy Hà Ngọc Lan đi tới, sợ tới mức quỳ xuống. Xin nữ hiệp tha mạng, Nguyễn Thành Đạt sợ hãi hét lên. Hà Ngọc Lan lợi hại như vậy, hắn lập tức coi cô như nữ hiệp thời cổ đại. Phụ nữ bây giờ làm sao có thể đánh nhau giỏi như vậy? Anh không cần căng thẳng thế, tôi, không tới để giết anh. Hà Ngọc Lan nói. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nguyễn Thành Đạt hỏi. Tôi đánh vỡ một vài đồ trong khách sạn, cần đền bao nhiêu tiền, anh đếm đi, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Hà Ngọc Lan nói, cô muốn bắt Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh, không hề có ý làm khó ông chủ của khách sạn này. Mặc dù Nguyễn Thành Đạt kêu đám bảo an của hắn đánh cô nhưng cô cũng không để bụng. Dù sao, bất cứ ai thấy lãnh đạo thành phố bị bắt cũng sẽ nghĩ cách cứu. Vậy nên hắn lựa chọn đứng về phía Lương Trọng không phải sai lầm lớn. Không, không cần đền, những thứ này không có gì đáng tiền cả. Nguyễn Thành Đạt run run nói, bây giờ hắn chỉ muốn giữ mạng, sao dám đòi bọn bắt cóc bồi thường. Được, chính anh nói không cần tiền, vậy tôi đi đây. Hà Ngọc Lan nhanh chóng nói, cô không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì lúc này Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh đã bị áp giải lên xe rồi, nhanh chóng xử tử hai ba con này mới là việc gấp. Dù sao Lương Trọng là lãnh đạo thành phố, nếu không nhanh chóng xử lý, đợi tới khi có người đến cứu ông ta thì hơi rắc rối. Thế là, Hà Ngọc Lan lập tức rời khỏi khách sạn, lên xe quân dụng. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh bị áp giải lên hai chiếc xe quân dụng khác nhau, Hà Ngọc Lan lên xe áp giải Lương Tuấn Thịnh. Sau khi Hà Ngọc Lan lên xe, hai chiếc xe quân dụng nhanh chóng rời đi. Nguyễn Thành Đạt thất Hà Ngọc Lan đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Đám bảo an gục dưới đất nhanh chóng gắng gượng đứng dậy, chạy tới bên Nguyễn Thành Đạt hét lớn. Giám đốc Đạt, anh không sao chứ? Giám đốc Đạt, bọn họ đi rồi, không sao đâu. Giám đốc Đạt, anh mau đứng dậy đi, có nhiều người đang nhìn lắm. Đám bảo an vừa nói vừa dìu Nguyễn Thành Đạt đang tái mặt đứng dậy. Bác sĩ Đạt, ban nãy là đồng đội của cháu à? Bạch Liên hỏi. Vâng ạ, Lưu Bảo Thông trả lời. Đồng đội của cháu giỏi quá. Bạch Liên nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Lê Hồng Ngọc không muốn ăn tối ở đây nữa rồi. Xảy ra chuyện như này, ai còn tâm trạng ăn tối chứ? Dù sao đã ăn xong một nửa, không đói nữa rồi. Được, vậy con đi thanh toán đi. Thanh toán xong rồi chúng ta đi. Bạch Liên cũng thấy không nên ở nơi này lâu. Được, bố mẹ chờ con ở đây nhé, con đi thanh toán. Lê Hồng Ngọc nói. Chương 456 người một nhà. Cô giáo Dung, cô ngồi ở đây đi, tôi đi thanh toán. Lưu Bảo Thông nói. Như vậy thì ngại lắm, tối nay nhà bác mời cháu ăn cơm mà, để Lê Hồng Ngọc đi thanh toán đi. Bạch Liên nói. Bác à, cháu là đàn ông, đương nhiên nên thanh toán chứ. Lưu Bảo Thông nói. Nhưng mà, cháu chữa khỏi bệnh cho hai bác mời cháu đi ăn là để cảm ơn, sao lại để cháu thanh toán được. Bạch Liên nói. Bác à, bác đừng xem cháu như người ngoài. Lưu Bảo Thông nói xong liền ra quầy thu ngân thanh toán. Bạch Liên sửng sốt một lúc, sau đó vui vẻ nói, ban nãy Đại Thông nói đừng xem nó như người ngoài, ý của nó là chúng ta đã là người một nhà rồi hả? Anh thấy, nó có ý này. Lê Hùng Thanh nói. Vậy thì tốt quá, thằng bé với Lê Hồng Ngọc nhà mình quá hợp. Bạch Liên nói. Bố, mẹ, hai người lại nói nhảm gì vậy, ngại chết đi được. Người ta chỉ nói một câu đừng xem cháu như người ngoài. Hai người đã nghĩ xa như vậy, con phục hai người rồi. Lê Hồng Ngọc đỏ mặt nói. Lưu Bảo Thông thanh toán xong thì lái xe tiễn Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh, Bạch Liên về nhà. Lúc này, Nguyên Hồng Đạt cuối cùng cũng nhớ ra, nói, mau, mau báo cho Hiệp hội Hộ Pháp, lãnh đạo thành phố Đà Lạt bị bọn bắt cóc bắt đi rồi. Đám bảo an nghe Nguyễn Thành Đạt nói vậy như tỉnh mộng, lần lượt lấy điện thoại ra gọi cho Hiệp hội Hộ Pháp. Ánh Hạ sau khi nghe xong báo án, trong phút chốc bị sốc khi biết Lương Trọng và con trai ông ta bị bọn bắt cóc trắng trợn đưa ra khỏi khách sạn. Tuy rằng cô đang điều tra Lương Trọng nhưng chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Lương Trọng phạm pháp, chỉ cầm Lương Trọng chưa bị định tội, ông ta vẫn là lãnh đạo thành phố Đà Lạt.
lãnh đạo thành phố bị bắt cóc ngay ở nơi công cộng, đây không phải chuyện nhỏ. Đây chắc chắn là vụ trọng án, nếu như truyền ra ngoài sẽ gây chấn động lớn. Ánh Hạ không dám lơ là, lập tức tự mình chỉ huy, điều số lượng lớn nhân lực đi giải cứu ba con Lương Trọng. Vì Lương Trọng bị bắt cóc ở khách sạn, nơi công cộng nên có rất nhiều camera giám sát, Ánh Hạ muốn truy tìm tung tích rất dễ dàng. Cô yêu cầu cấp dưới theo dõi camera truy dấu rồi báo cáo với cô. Khi cô thấy kẻ bắt cóc Lương Trọng lái hai chiếc xe quân dụng không thể không tự hỏi, làm sao bọn bắt cóc lại có xe quân dụng. Chẳng qua, cô không có thời gian tự hỏi, bây giờ, lãnh đạo thành phố bị bắt cóc, nhiệm vụ cấp thiết là đuổi kịp bọn bắt cóc, cứu được lãnh đạo rồi nói. Thế là, Ánh Hạ dẫn đầu, theo nhắc nhở của cấp dưới ở Pháp hội, đuổi theo bọn bắt cóc. Lúc này, trên xe quân dụng, Lương Tuấn Thịnh chưa nhận ra mình sắp chết. Thấy Hà Ngọc Lan cùng ngồi ghế sau với mình, hắn lại bắt chuyện với Hà Ngọc Lan, chị gái, chị xinh đẹp ghê. Không những vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn giỏi võ nữa, quá hoàn hảo. Rất nhiều sao nữ đứng trước mặt chị còn bị lu mờ, chị mới thật sự là nữ thần. Hà Ngọc Lan biểu cảm lạnh nhạt, trong lòng cực kỳ chán ghét. Chẳng qua, cô không muốn so đo với người sắp chết. Dù sao tên công tử bột sắp bị xử lý rồi, đánh cho hắn một trận cũng chả có ý nghĩa gì. Nữ thần, chị tên là gì? Tôi tên là Lương Tuấn Thịnh, bố tôi là lãnh đạo thành phố Đà Lạt, tôi muốn làm bạn với chị. Thực ra nếu chị muốn tiền, tôi có thể cho chị, không cần bắt cóc như này đâu. Lương Tuấn Thịnh nói, hắn cho rằng mình sẽ không sao, bọn bắt cóc này chỉ cần tiền thôi, đợi chút nữa mẹ hắn chắc chắn sẽ đem tiền tới chuộc bọn hắn. So với ngồi đợi nhàm chán như này, thà rằng tìm cơ hội bắt chuyện với nữ thần. Chương 457 im mồm. Hà Ngọc Lan không còn gì để nói, tên công tử bột này sắp chết rồi vẫn còn tâm tình trêu ghẹo gái, còn cười rạng rỡ như thế. Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hà Ngọc Lan cuối cùng không nhịn được nói một câu. Nữ thần, chị nói ý này là ý gì? Không lẽ chị muốn giết người diệt khẩu? Lương Tuấn Thịnh hơi căng thẳng hỏi. Cậu im mồm cho tôi. Nếu không tôi giết cậu luôn đấy, cậu tin không? Hà Ngọc Lan tức giận quát. Lương Tuấn Thịnh phút chốc bị dọa run cầm cập, lại nói, một lúc nữa sẽ có người của Hiệp hội Hộ Pháp đến cứu tôi, chị phạm tội bắt cóc, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nhưng mà, tôi có cách để chị không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cách gì? Hà Ngọc Lan muốn nghe xem Lương Tuấn Thịnh chết đến nơi rồi còn muốn nói gì. Biện pháp của tôi là đến khi người của Hiệp hội Hộ Pháp tới, chị nói với họ rằng, chị là bạn gái của tôi, chúng ta chỉ đang đùa vui thôi, không phải bắt cóc thật. Tôi có thể làm chứng cho chị chúng ta chỉ đang đùa thôi, sau đó, chị sẽ không bị pháp luật trừng phạt. Ba, Hà Ngọc Lan cho hắn một bạt tai. Nửa bên mặt Lương Tuấn Thịnh phút chốc sung lên. Hắn không thể ngờ Hà Ngọc Lan không nói lời nào đã đánh người. Còn nói một câu nữa, tôi lập tức giết chết cậu. Hà Ngọc Lan hung dữ cảnh cáo. Lương Tuấn Thịnh thấy Hà Ngọc Lan hung dữ như thế. Phút chốc không dám nói lời nào, dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt sưng tấy của mình, nước mắt tủi thân trực trào. Trước đó hắn bị Lưu Bảo Thông tát một cái, nửa bên mặt đã sưng lên. Bây giờ lại bị Hà Ngọc Lan cho một bạt tai, nửa bên còn lại cũng sưng lên, trái phải đối xứng, trông như mặt lợn. Khánh Hòa. Lúc này Lê Uy Long đã bắt xe chuyên dụng tới trước Long Cung, sau đó xuống xe, tiến vào trong. Long Cung được bộ đội bảo vệ, canh phòng cẩn mật. Chẳng qua, Lệ Uy Long là hộ soái bảo vệ, không cần kiểm, được cho vào luôn. Vào trong cung, các bộ trưởng dân sự và quân sự đã đến đủ rồi. Năm hộ soái của Long Quốc, trừ vị Lệ Uy Long hộ soái này thì còn bốn vị hộ soái khác, lần lượt là Đông hộ soái Bành Triệu Vũ, hộ soái Trấn giữ phía Nam Trần Kiệt, hộ soái Trần giữ phía Bắc Trương Minh Lương, hộ soái Trần giữ Trung Bộ Lưu Thiên Du. Lệ Uy Long phụ trách Trấn giữ phía Tây, mà Lưu Thiên Du phụ trách Trần giữ Trung Bộ. Đồng thời phụ trách an toàn của cả Long Quốc. Với sự xuất hiện của Lê Uy Long, năm hộ soái đều đã tới đủ. Tàu địch tới gần, tình hình gấp gáp, Lê Uy Long vừa tới, quốc vương Long Quốc lập tức thảo luận tình hình với các bộ trưởng dân sự và quân sự, hỏi ý kiến của mọi người. Chương 458 bí mật xử tử. Thành phố Đà Lạt, Hà Ngọc Lan đã đưa Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh tới một nơi hoang vu vắng vẻ, sau đó áp giải bố con bọn hắn xuống xe. Mấy người đem bố con tôi tới nơi này làm gì hả? Lương Trọng có linh cảm không tốt. Đem mấy người tới nơi này bí mật xử tử. Hà Ngọc Lan nói thẳng. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh nghe vậy sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Bí xử tử,
mấy người không phải bắt cóc, mấy người bắt cóc hai bố con tôi không phải vì tiền hả? Bí mật xử tử là sao? Lương Trọng cảm thấy bọn bắt sẽ không nói bốn từ bí mật xử tử này, vậy nên trong lòng đầy nghi ngờ. Ông nhầm rồi, bọn tôi không phải bắt cóc, bọn tôi là thành viên của đoàn thanh tra. Bố con các ông làm chuyện thất đức như vậy, tội nặng khó tha, vậy nên bí mật xử tử. Hà Ngọc Lan thấy Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh sắp chết rồi, vậy nên nói cho bọn họ tại sao bọn họ chết. Cái gì, mấy người là đoàn thanh tra? Sao tôi không nghe nói Đà Lạt có đoàn thanh tra? Lương Trọng kinh hoàng hỏi. Đoàn thanh tra bí mật điều tra, sao có thể cho các ông biết, Hà Ngọc Lan nói. Tôi không tin, các cô chắc chắn đang đóng gải đoàn thanh tra. Lương Trọng nói. Không cần biết ông có tin không, dù sao bố con hai người đều phải chết. Tôi không bắt buộc các ông phải tin. Chuẩn bị hành hình, Hà Ngọc Lan lúc nghiêm túc không bao giờ nói đùa, lập tức hạ lệnh. Hai thành viên đội đặc nhiệm lập tức áp Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh dưới đất, đồng thời ấn vai bọn họ xuống, hai người khác thì rút súng ra, nhắm vào đầu của Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh. Thấy vậy, Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh bị dọa đến mức tiểu ngay tại chỗ. Đừng mà, rốt cuộc tôi đã phạm tội gì? Tại sao muốn xử tử tôi? Lương Tuấn Thịnh hét lên. Hắn luôn kiêu ngạo, không để tâm việc gì, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình bị xử tử, mà ngày này còn đến nhanh như vậy. Cậu còn trẻ mà dựa vào thế lực của bố cậu, trong trường học làm sằng làm bậy, hủy hoại Kiều Vi, khiến cô bé nhảy lầu tự tử, đây là tội chết. Hà Ngọc Lan nói, nhưng mà tôi không thành công, hơn nữa Kiều Vi nhảy lầu cũng chưa chết. Lương Tuấn Thịnh gào khóc thanh minh. Có những tội, không cần nạn nhân chết rồi mới coi là trọng tội. Tất cả hành vi của cậu làm người ta phẫn nộ, gây ảnh hưởng xấu cực kỳ nghiêm trọng. Loại người như cậu, giữ lại chỉ mang tai họa, chẳng thà chết đi. Hà Ngọc Lan nói. Lương Tuấn Thịnh phút chốc cảm thấy mình như bị ngạt thở, quỳ sụp xuống dưới đất không thể bò dậy. Vậy tôi phạm tội gì mà muốn xử tử tôi? Lương Trọng hỏi. Ông phạm tội quá nhiều, tội chồng tội. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, ông lạm dụng quyền lực mình làm rất nhiều chuyện xấu. Một trong số đó là ông biết rõ con trai mình phạm tội mà vẫn bao che nó, khiến một nữ sinh nhảy lầu tự tử, đổ tội cho cô giáo Lê Hồng Ngọc, khiến cô ấy chịu tội thay. Hà Ngọc Lan nói, cho dù các người là thành viên đoàn thanh tra cũng không có quyền được xử tử bí mật. Ai cho mấy người quyền lạm dụng tư hình? Lương Trọng nói, được, để hai người chết một cách rõ ràng, tôi sẽ nói cho mấy người biết, đây là mệnh lệnh của hộ soái Lê Huy Long. Hà Ngọc Lan nói, cái gì? Hộ soái Lê Uy Long, Lương Trọng kinh ngạc tột đỉnh, ông ta nằm mơ cũng không Lê Uy Long là hộ soái. Chương 459 ông ta không ngờ. Không sai, ông hẳn không ngờ tới nhỉ, Hà Ngọc Lan nói. Không thể nào, cái tên Lê Uy Long ở rể kia sao có thể là hộ soái vệ quốc được chứ? Lương Trọng nhất quyết không tin rằng Lê Uy Long lại có thể là hộ soái vệ quốc được. Ông không tin, tôi vẫn nói câu kia thôi, ông tin cũng được, không tin cũng thế. Những điều nên nói tôi đều đã nói cho ông rồi, bất kể ông có tin hay không thì ông đều không thoát khỏi tội chết rồi. Hà Ngọc Lan bình tĩnh nói. Cô không thể giết tôi muốn kháng án, tôi muốn tố cáo các người lợi dụng chức quyền, tự ý xử tội người khác. Lương Trọng tuyệt vọng hét lên. Đừng ồn ào, đây là bí mật xử quyết cũng không phải thẩm lý, phán quyết của tòa án gì nên ông không có cơ hội kháng án hay tố cáo ngược đâu. Hà Ngọc Lan nói. Không, không được. Tôi vẫn còn nhỏ, tôi không muốn chết. Lương Tuấn Thịnh bắt đầu kêu rên loạn xạ. Không nhỏ, cậu đã tròn 18 tuổi rồi, không nhỏ chút nào. Đã làm sai thì phải tự gánh chịu lấy hậu quả. Hà Ngọc Lan lạnh lùng lên tiếng. Tôi không dám nữa, tôi xin các người, cho tôi một cơ hội, một lần thôi, cho tôi cơ hội hối cải chuộc tội, được, được không? Mặt Lương Tuấn Thịnh giàn giụa, không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mũi và đâu là dãi nữa. Hà Ngọc Lan cảm thấy thật phiền, cô không còn muốn nói thêm bất kỳ điều gì với hai cha con cực phẩm này nữa nên trực tiếp quay sang mấy tinh anh đặc chủng và nói, mau chóng tiễn bọn họ lên đường thôi. Hai tên tinh anh đặc chủng nhanh nhẹn hướng họng súng nhắm vào đầu hai cha con Lương Trọng, đang định bóp cò xử hai người thì tiếng còi đặc biệt của cảnh sát chẳng biết từ đâu kêu vang ầm ĩ. Biến chuyển bất ngờ khiến cho Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh lập tức vui đến chảy nước mắt. Cảnh sát tới, hai cha con bọn họ được cứu rồi. Hai tên tinh anh đặc chủng nghe thấy tiếng còi cảnh sát cũng đành phải dừng tay. Cũng không thể làm khác được, chẳng may phía trên phái cục cảnh sát thành phố tới để truyền lệnh quyết đặc xá, miễn tử tội cho hai cha con Lương Trọng mà bên các anh lại cố tình bắn chết người bọn họ thì chuyện hỏng,
không còn cách nào cứu vãn nổi rồi. Chẳng mấy chốc hơn 10 chiếc xe của cục cảnh sát thành phố phóng như bay tới nơi hẻo lánh này, xe phanh gấp đến nỗi cầy tung cả bụi đất bên dưới. Tiếp sau đó một đám người có võ trang đầy đủ lao xuống xe, mà người đi đầu chính là Ánh Hạ. Ánh Hạ chứng kiến Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh đang quỳ dưới đất, đầu còn đang bị người chĩa súng vào thì vội vàng hô lớn với đám người Hà Ngọc Lan, không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây. Những người khác đứng sau lưng cô ta cũng lập tức nhao nhao nâng súng chĩa về Hà Ngọc Lan cùng bốn người tinh anh đặc chủng. Thấy vậy, Hà Ngọc Lan cũng lập tức rút súng ra và chĩa thẳng mặt Ánh Hạ. Hai tân tinh anh đặc chủng đang dùng súng nhắm vào đầu Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh vẫn giữ nguyên họng súng trước đầu hai người. Hai người khác đang khống chế Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh cũng lập tức giương súng nhằm vào đầu Ánh Hạ. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh chứng kiến đám người hai phe Hà Ngọc Lan và Ánh Hạ giương cung bạt kiếm, cầm dùng chĩa vào mặt nhau như thế thì lập tức sợ tới mức suýt tè ra quần, chỉ nhích người cũng không dám, chỉ sợ một trong hai phe nổ súng thì không biết bọn họ có sống nổi qua màn đạn lạc không. Tại sao lại là cô? Hà Ngọc Lan nhìn thấy người tới là Ánh Hạ thì cau mày khó chịu hỏi. Hà Ngọc Lan, sao cô lại là đám bắt cóc tống tiền? Ánh Hạ thấy cô cũng cau mày hỏi. Lần trước trong thung lũng Hồ Sơn, khi bọn họ tới cứu đám trẻ bị bọn buôn người bắt cóc thì hai người Hà Ngọc Lan và Ánh Hạ đã biết mặt nhau, không chỉ thế còn từng có trận đấu khẩu long trời lở đất khiến cả hai vừa gặp lần đầu đã không ưa gì nhau, lần này gặp nhau lại lập tức chĩa thẳng súng vào mặt nhau. Tôi không phải cướp, tôi đang chấp hành nhiệm vụ, Hà Ngọc Lan nói. Chấp hành nhiệm vụ gì? Ánh Hạ hỏi, cô biết Hà Ngọc Lan là chiến hữu của Lê Uy Long, nhưng mà người mà Hà Ngọc Lan muốn giết chính là người thứ năm của Đà Lạt thế nên cô phải hỏi cho rõ. Không thể tiết lộ, Hà Ngọc Lan cảm thấy chuyện như thế này không cần thiết phải bàn giao cho Ánh Hạ, đương nhiên cô cũng không muốn nói cho cô ta. Nếu như nói là mệnh lệnh của Lê Uy Long thì cái cô Ánh Hạ này chắc chắn không tin tưởng anh có quyền lực lớn như thế, đến lúc đó lại phải nói tới nói lui, để rồi cuối cùng lại phải lộ ra Lê Uy Long là họ soái vệ quốc, đẹp trai, xuất sắc mất. Nếu cô không làm rõ chuyện này thì lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Nếu không tôi sẽ có quyền đánh gục, khống chế các người. Ánh Hạ nói, đầu hàng, từ trước tới nay, chữ này còn chưa có trong từ điển của tôi. Tôi khuyên cô đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không chắc cô có giữ nổi an toàn không đâu. Hà Ngọc Lan nói, tuy rằng bây giờ phe cô đang đứng ở thế bị động, người còn ít hơn phe kia nhưng cô cũng không sợ Ánh Hạ kia. Người các cô đang khống chế là người thứ năm của Đà Lạt, chuyện này tôi nhất định phải nhúng tay. Ánh Hạ khẳng định chắc nịch. Hai cha con Lương Trọng làm việc trái pháp luật, tội nhất định phải chết. Cô muốn ngăn. Chẳng nhẽ cô là đồng phạm của đám người này? Hà Ngọc Lan không kiên nhẫn nói. Sao tôi có thể làm chuyện trái pháp luật cùng họ chứ? Tôi cũng không hề biết về hành vi phạm tội của họ là gì hay có thật hay không, nhưng dù bọn họ có thật phạm tội cũng không đến lượt các người được phán quyết hay xử tội. Lúc này được nhắc đến tên, Lương Trọng mới lấy lại tinh thần, bắt đầu hướng sang bên Ánh Hạ hô lớn, hội trường Ánh Hạ, cô đừng nghe bọn họ nói linh tinh, mấy kẻ này chính là cướp. Các cô nhanh nhanh cứu hai cha con chúng tôi. Chỉ cần cứu được chúng tôi ra, các người lập tức lập được công lớn. Lương Trọng, ông nghe cho rõ đây, tôi cứu ông là vì trách nhiệm, không phải vì công trạng gì hết. Nếu ông thực sự phạm tội, chúng tôi sẽ bắt hai cha con ông về chịu tội trước pháp luật, các ông lập tức được giao cho sở hội đồng xử lý. Ánh Hạ nói, bất kể thế nào các người cứ mau cứu tôi ra rồi nói sau. Các người là cảnh sát. Không thể để cho đám tội phạm này làm sằng làm bậy được. Lương Trọng biết rõ nếu không có người của cục cảnh sát thành phố thì ông ta và con trai nhất định phải chết ở chỗ này. Mà chỉ cần có thể sống sót ra khỏi đây thôi thì nhất định có cách cởi bỏ tội danh, hoặc giảm nhẹ tội danh. Cho nên việc quan trọng hiện tại là phải thoát khỏi nanh vuốt của bọn này, những thứ khác không có cách cân nhắc nhiều như vậy. Ánh Hạ không thèm để ý tới Lương Trọng nữa mà quay sang nói với Hà Ngọc Lan, các người mau chóng thả người thôi. Cô cùng người của cô không thắng nổi chúng tôi. Nếu các người vẫn ngoan cố không chịu thả vậy tôi sẽ thật sự hạ lệnh nổ súng hạ gục các người. Các người đợi chút, đừng vội, đợi tôi gọi một cú điện thoại đã, sau đó tôi cam đoan sẽ khiến các cô rời đi. Hà Ngọc Lan nói, cô cảm thấy chỉ vì chuyện này mà gây nên xung đột với Ánh Hạ, thậm chí tạo thành thương vong không đáng có, như vậy không đáng giá. Mặc kệ là người phe nào thì phải vì chuyện của cha con Lương Trọng tạo nên thương vong vô nghĩa thì chẳng phải chuyện tốt gì. Thêm nữa, cô cũng hiểu hành vi hiện giờ của Ánh Hạ chỉ là hành vi thi hành pháp luật theo lẽ công bằng. Cho nên, cô quyết định gọi điện thoại, giải quyết chuyện này trong hòa bình mới là cách tốt nhất.
Được, vậy cô gọi điện thoại đi, tôi cho cô thời gian gọi điện thoại đấy, để tôi xem các cô có bản lĩnh gì để khiến tôi rút quân. Ánh Hạ cũng không vội, dù sao mấy người Hà Ngọc Lan đã bị bao vây, không có đường thoát rồi, cứ để cô ta gọi một cuộc điện thoại cũng không sao, xem cô ta có bản lĩnh gì. Vì nên, Hà Ngọc Lan lấy điện thoại ra, bấm phím và chờ đợi. Chương 460 tôi sẽ gọi điện. Hà Ngọc Lan gọi điện thoại cho Thiên Thành, bởi vì cô biết chắc hẳn lúc này Lê Uy Long đang có một cuộc họp ở Long Cung, cho nên cô không muốn gọi cho anh để tránh làm phiền anh trong lúc họp. Những việc nhỏ nhặt như vậy chỉ cần hỏi Thiên Thành là được. Hà Ngọc Lan, vấn đề đã được xử lý chưa? Thiên Thành vừa trả lời điện thoại đã hỏi ngay. Còn chưa, tôi gặp phải một chút rắc rối. Hà Ngọc Lan nói. Có chuyện gì vậy? Thiên Thành hỏi. Khi chúng tôi chuẩn bị hành quyết Lương Trọng và con trai ông ta, Ánh Hạ giám đốc công an thành phố đã đưa người của cô ấy đến ngăn cản. Bây giờ chúng tôi đang dùng súng cầm chừng nhau, tình hình có chút căng thẳng, Hà Ngọc Lan nói. Đừng có xung đột với người của cục công an thành phố, trước tiên ổn định tình hình, tôi lập tức gọi điện cho cục trưởng Vu nhờ ông ta hạ lệnh cho Ánh Hạ trở về. Thiên Thành nói. Được, Ánh Hạ nói. Ngay sau khi Thiên Thành cúp điện thoại, anh ta lập tức gọi cho cục trưởng Vu của cục công an thành phố. Cục trưởng Vu thấy Thiên Thành gọi đến thì vội vàng trả lời, alo, anh Thiên Thành, anh khỏe chứ? Cục trưởng Vu, người của tôi đang bí mật xử tử Lương Trọng và con trai ông ta là Lương Tuấn Thịnh ở thành phố Đà Lạt, nhưng cấp dưới của ông là Ánh Hạ đã đưa người tới cản trở, ông hãy nhanh chóng gọi điện cho Ánh Hạ và yêu cầu cô ấy trở về. Thiên Thành nói, anh thực sự sẽ bí mật xử tử Lương Trọng. Cục trưởng Vu sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đúng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng Lương Trọng và con trai của ông ta coi trời bằng vung và đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ trong mọi người. Họ phải bị xử tử, Thiên Thành nói. Cục trưởng Vu ngay lập tức toát mồ hôi hột, đoàn thanh tra này thực sự rất cứng rắn và kiên quyết, nói xử tử thì xử tử, không cần xét xử ra phán quyết. Nhân tiện, vợ của Lương Trọng là Nguyễn Diễm My cũng có những hành vi phạm pháp. Nếu Ánh Hạ tích cực như vậy thì hãy để cô ta đưa người đến bắt Nguyễn Diễm My và đưa bà ta ra trước vòng lao lý. Thiên Thành từ tốn nói. Được, được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Ánh Hạ ngay, yêu cầu Ánh Hạ rút lui và đi bắt Nguyễn Diễm Nghi. Cục trưởng Vu không dám hỏi thêm nữa. Đoàn thanh tra này dám hành quyết 5 người đứng đầu ở thành phố Nam Cương, chứng tỏ quyền lực không nhỏ. Nói chung là với loại chuyện này tốt hơn là nên biết ít một chút. Lúc này, trên mảnh đất hoang vắng ấy. Hà Ngọc Lan, không phải tôi đã nói cho cô gọi điện thoại xem có thể khiến tôi ngoan ngoãn trở về sao? Tại sao không có động tĩnh gì? Ánh Hạ hỏi. Đừng lo lắng, nếu đúng như tôi dự đoán thì cô sẽ nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Vu của cục công an thành phố trong vòng 30 giây nữa. Hà Ngọc Lan nói. Chà, nếu tôi không nhận được cuộc gọi nào của cục trưởng Vu trong vòng 30 giây thì cô sẽ chết chắc. Ánh Hạ nói. Ngay khi giọng nói của Ánh Hạ vừa dứt thì điện thoại di động của cô ta vang lên. Cô ta lấy điện thoại ra xem thì thấy là cục trưởng Vu đang gọi. Alo. Cục trưởng Vu, Ánh Hạ không dám chậm trễ, lập tức trả lời. Giám đốc Loan, tôi ra lệnh cho cô mang theo người của mình rút lui ngay lập tức. Cục trưởng Vu nói. Cục trưởng Vu, bọn họ sẽ xử tử Lương Trọng một cách bí mật, chẳng lẽ ông không quan tâm đến chuyện này sao? Ánh Hạ bối rối hỏi. Lương Trọng và con trai ông ta đáng phải chết vạn lần. Đây là đội thanh tra muốn xử tử họ, chúng ta không thể kiểm soát được. Cục trưởng Vu nói. Đoàn thanh tra. Thành viên của đoàn thanh tra là những ai? Ánh Hạ ngạc nhiên hỏi. Chuyện này cô không cần quan tâm, biết càng ít càng tốt. Tóm lại, cô cứ trở về đi. Đây là mệnh lệnh, ông nghĩ thầm, cô có thể ngồi vào vị trí giám đốc của Cục Công an thành phố Đà Lạt là do Lê Uy Long chỉ huy trưởng đoàn thanh tra sắp xếp. Bây giờ cô lại dám chống lại đội thanh tra của Lê Uy Long, thực sự là không muốn sống nữa. Chương 461 buộc phải rút lui. Vâng. Ánh Hạ nghe thấy lời nói cục trưởng Vu nghiêm túc như vậy, chỉ có thể nhận lệnh. Sau khi điều tra, vợ của Lương Trọng là Nguyễn Diễm My cũng có rất nhiều hành vi phạm tội. Cô lập tức dẫn mọi người đến nhà của Lương Trọng và bắt giữ vợ của Lương Trọng là Nguyễn Diễm My đi. Vâng, Ánh Hạ nói. Được rồi, nhanh chóng hành động, đừng để Nguyễn Diễm My chạy mất. Cục trưởng Vu nói xong liền cúp máy. Ánh Hạ nhận được lệnh buộc phải rút lui, cảm thấy mất mặt trước Hà Ngọc Lan. Chán nản nói với người của mình tất cả rút lui. Giám đốc, tại sao chúng ta lại rút lui? Chúng ta nhiều người như vậy, không sợ bọn họ. Đây là cơ hội lập công cả đời chỉ có một lần. Có công gì,
không muốn mất chức thì nhanh rút lui, đây là mệnh lệnh, đừng hỏi nhiều như vậy. Ánh Hạ cáu kỉnh nói. Người của Cục Công an thành phố nghe Ánh Hạ nói vậy đành phải tức giận rút lui. Khi Hà Ngọc Lan nhìn thấy Ánh Hạ được lệnh phải rút lui thì cô cũng không chế nhạo cô ấy. Suy cho cùng đều là vì nước, vì dân, nhưng hơi bất đồng quan điểm mà thôi, không cần phải cả vú lấp miệng em, lên mặt dạy người. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh ngay lập tức lo lắng khi thấy Ánh Hạ và cấp dưới rút lui. Giám đốc Ánh Hạ, cô không thể rút lui. Cô là giám đốc của Cục Công an thành phố. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Lương Trọng kêu van. Đúng, giám đốc Ánh Hạ, chúng tôi sẽ như thế nào nếu cô rời đi? Cô có cam tâm nhìn chúng tôi chết dưới họng súng của chúng hay sao? Lương Tuấn Thịnh cũng kêu theo. Ánh Hạ cũng không thèm nhìn lại, dẫn theo đội ngũ của mình lui ra ngoài. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh vừa nhìn thấy hy vọng sống giờ phút này đã tan tành trong nháy mắt, loại thăng trầm này khiến họ tuyệt vọng đến cùng cực chỉ trong phút chốc. Sau khi đội của Ánh Hạ rời đi, Hà Ngọc Lan nói với Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh, làm nhiều điều ác chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp. Lê Hồng Ngọc là giáo viên của Lê Uy Long. Nếu hai người không gây chuyện với giáo viên của Lê Uy Long, có lẽ hành vi của hai người đã không bại lộ sớm như vậy. Nhưng hai người đã mạo phạm đến giáo viên của hộ soái bảo vệ và chọc giận hộ soái bảo vệ, do đó mới điều tra ra sự thật rằng hai người có quá nhiều tội ác, ngày chết của hai người đã đến sớm. Hãy lên đường thật tốt, kiếp sau hãy biết làm người hơn. Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh lập tức nằm liệt xuống đất, giống như hai con chó chết. Cho đến lúc đó, họ bắt đầu tin rằng Lê Uy Long thực sự là hộ soái bảo vệ. Bằng không, ai có thực lực lớn như vậy làm cho người của Cục Công an thành phố không dám quan tâm đến chuyện này. Xử tử, Hà Ngọc Lan không muốn nhiều lời nữa, lập tức hạ lệnh. Lúc này, Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh đã nằm liệt trên mặt đất, không cần ai giữ họ, bốn người lính tinh nhuệ nghe thấy lệnh của Hà Ngọc Lan và lập tức chĩa súng về phía họ. Bố, cứu con không muốn chết, con còn nhỏ như vậy, còn chưa cưới vợ, con không chết được. Không phải bố rất có năng lực sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, bố cũng có thể giúp con giải quyết, bố hãy nghĩ cách đi. Đối mặt với cái chết, Lương Tuấn Thịnh vẫn tưởng tượng rằng người bố toàn năng có thể cứu mình. Súc vật, tao bị ngươi giết chết, bây giờ tao còn không bảo vệ được chính mình thì làm sao có thể cứu mày. Lương Trọng biết mình bất lực, không thể thay đổi được gì nên liền trút hết phẫn nộ lên người con trai. Nếu không phải vì thằng con trai này gây họa ở trường và bắt Lê Hồng Ngọc đứng ra chịu trách nhiệm, ông ta đã không chọc giận Lê Uy Long một hộ soái bảo vệ. Nếu ông ta không khiêu khích Lê Uy Long thì ông ta sẽ không phải chết. Bởi vì sự việc của Lê Hồng Ngọc mà liên đới đến các hành vi phạm tội khác của ông ta. Đối với vụ án của Lê Hồng Ngọc thì ông ta hoàn toàn không phải chịu tội tử hình, nhưng những tội ác khác ông ta phạm phải đủ để bị kết án tử hình. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lê Hồng Ngọc sẽ là giáo viên của hộ soái bảo vệ. Nếu đã biết chuyện này từ trước thì có cho 10 lá gan ông ta cũng không dám để người ta trục xuất Lê Hồng Ngọc. Tuy nhiên, cuộc đời không có đường lui, sai một bước chính là muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được. Chị gái xinh đẹp, xin hãy tha mạng cho mảnh chó của em thực sự không muốn chết. Em còn quá trẻ, mới 18 tuổi, những năm tháng tuyệt vời của em chỉ vừa mới bắt đầu. Thấy cầu xin bố mình không được, cậu ta lại bắt đầu cầu xin Hà Ngọc Lan. Bắn, Hà Ngọc Lan thật sự không muốn nghe tiếng sói tru của Lương Tuấn Thịnh, lập tức hạ lệnh bắn. Bằng, 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 bằng. Bốn tiếng súng vang lên cùng lúc, Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh ngã xuống vũng máu. Hai cha con vô pháp vô thiên này cuối cùng đã phải nhận quả báo xứng đáng. Chương 462 tình hình mới. Sau khi Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh bị hành quyết, bốn binh lính đặc chúng đã chôn xác họ. Sau đó, Hà Ngọc Lan dẫn họ trở lại khu vực lân cận của biệt thự Tinh Vân để tiếp tục bí mật bảo vệ Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai ở trong biệt thự không biết rằng Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã vây quanh biệt thự để bí mật bảo vệ mình. Khi cô trở về nhà, Nguyễn Tú Cẩm đang vùi đầu trong phòng. Cô không muốn làm phiền Nguyễn Tú Cẩm nên ngồi xem TV trong phòng khách một mình. Hôm nay Chu Bình Diễm đã trốn thoát khỏi lăng mộ của Dương Văn Diệp và trở về nhà họ Chu. Cô không dám đề cập đến chuyện suýt bị Lê Uy Long bắn chết. Cô chỉ có thể nói với gia đình Chu rằng cô không thể thuyết phục Chu Nhược Mai và muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Galaxy thì phải ký lại hợp đồng, bình đẳng về giá cả và tất cả đều phải giảm. Nhà họ Chu, ngoại trừ Chu Thế Tú ra, đều nghiến răng nghiến lợi cảm thấy Chu Nhược Mai mất hết tình người, thật là quá đáng. Nhưng bọn họ thấy không có biện pháp từ chỗ Chu Nhược Mai nên họ chỉ có thể quyết định để Chu Thế Tú tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị,
ngày mai lại đến tập đoàn Galaxy để ký hợp đồng mới một lần nữa. Khánh Hòa, Long Cung. Các bộ trưởng dân sự và quân sự đang tiến hành các cuộc thảo luận căng thẳng về việc các tàu chiến của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đe dọa vùng biển phía nam của Việt Nam, nhưng vẫn không đi đến kết quả cuối cùng. Lý do chính là nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đều là những cường quốc về quân sự trên thế giới với lực lượng hàng hải rất mạnh, các bộ trưởng dân sự hơi e ngại khi phải gây chiến với họ, trong khi các chỉ huy quân sự chủ trương mạnh mẽ rằng họ phải ra trận bằng mọi giá và bảo vệ đất nước. Báo cáo, quốc vương, có tin tức khẩn cấp. Đúng lúc này, một người mật báo cầm điện báo tiến vào. Nói, quốc vương Long Quốc nói. Nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng vừa đưa ra tuyên bố. 3 ngày sau, họ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn trên vùng biển khơi ngoài khơi phía nam của chúng ta. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, biểu hiện của các bộ trưởng dân sự và quân sự đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, đi ra đi, quốc vương nói. Vâng, nhân viên mật báo lập tức ra ngoài. Nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển vào 3 ngày sau. Mọi người nghĩ gì về chuyện này? Quốc vương Long Quốc hỏi. Quốc vương, nước Liệp Ưng và Cự Hùng tiến hành các cuộc tập trận chung trên vùng biển khơi gần vùng biển phía nam của chúng ta chính là muốn phô trương sức mạnh của họ, chắc hẳn là không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, một quan chức dân sự lên tiếng. Quốc vương, tôi nghĩ đây không chỉ là một cuộc tập trận chung đơn thuần. Tôi sợ rằng họ sẽ bất ngờ tấn công chúng ta nhân danh một cuộc tập trận, cần phải đề phòng nó. Hộ soái Trấn Nam là Trần Kiệt nói. Ừ, nếu bọn họ dám tấn công chúng ta nên đáp trả như thế nào? Quốc vương hỏi lại. Những kẻ phạm đến Long Quốc của chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu họ mạnh dám manh động. Dù họ mạnh đến đâu, chúng ta cũng sẽ thể sống chết để bảo vệ sự uy nghiêm của nước Long Quốc vĩ đại của ta. Quốc vương, tuyệt đối không được. Một khi chiến đấu với nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng, chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Khi đó, mọi người sẽ rơi vào cảnh lầm than và người dân trên thế giới sẽ là người gánh chịu đau khổ. Một bộ trưởng dân sự nói. Nếu người khác đã đánh đến cửa mà còn phải nén giận, thì còn gì là uy nghiêm của đất nước rồng bay chúng ta? Dương Tuấn Vũ nói. Đúng vậy, nếu bọn họ dám tấn công chúng ta, cho dù chỉ là một quả đạn pháo nhỏ rơi xuống vùng biển phía nam của chúng ta thì chúng ta cũng phải đánh trả. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ vượt lên và cho rằng chúng ta nhát gan, dễ bắt nạt. Trần Kiệt nói. Chương 463 cuộc họp. Đúng vậy, giờ đây, đất nước của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn, đã không còn như trước đây nữa. Chúng ta không còn sợ bất kỳ kẻ thù hùng mạnh nào và chúng ta có khả năng chiến đấu chống lại tất cả các nước kẻ thù. Nếu nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng dám xâm lược đất nước chúng ta nửa bước, chúng ta sẽ chiến đấu với họ đến cùng. Hộ soái Trấn Trung Lưu Thiên Du, nói. Hiện nay, nước Sư Quốc ở phía Bắc cũng đang nhìn chằm chằm vào Long Quốc của ta như hổ rình mồi. Mặc dù đất nước Lang Quốc ở phía Tây đã bị hộ soái Vĩnh Thiên đánh bại lần trước nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ mong muốn xâm lược đất nước Long Quốc của chúng ta. Đất nước Dẫn Giao ở phía Đông vẫn luôn dục dịch ý đồ đối với nước ta. Một khi chúng ta gây chiến với nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng thì các nước Sư Quốc, Lang Quốc và Dẫn Giao chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để tấn công Long Quốc chúng ta. Đến lúc đó, tứ phía xung quanh Long Quốc đều là kẻ thù. Một bộ trưởng dân sự nói. Ngay sau khi quan điểm này được đưa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Bởi vì một khi xảy ra tình huống bị tấn công tứ phía như vậy, Long Quốc quả thực khó có thể vượt qua. Lúc này, quốc vương bắt đầu hỏi Lê Uy Long. Người vẫn luôn im lặng suốt buổi họp, hộ soái Vĩnh Thiên, anh nghĩ thế nào? Quốc vương, tôi nghĩ mức độ cao nhất của chiến tranh là có thể đánh bại đối phương mà không cần chiến đấu. Lê Uy Long nói. Nói có lý, nhưng làm sao chúng ta có thể chiến thắng mà không phải chiến đấu? Quốc vương hỏi. Nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng sẽ có cuộc tập trận chung vào 3 ngày sau. 3 ngày sau, chúng ta cũng sẽ tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có ở vùng biển phía Nam để thể hiện sức mạnh hàng hải của nước Long Quốc nhằm mục đích răn đe bọn họ, Lê Uy Long nói. Kế hoạch của hộ soái Vĩnh Thiên rất hay, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Quốc vương Long Quốc lại hỏi các bộ trưởng dân sự và quân sự. Quốc vương, tôi nghĩ rằng kế hoạch của hộ soái Vĩnh Thiên thật tuyệt vời, nhưng nó quá mạo hiểm. Một bộ trưởng dân sự nói. Rủi ro là gì? Quốc vương Long Quốc hỏi. Chúng ta cùng với nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng tiến hành các cuộc tập trận tầm gần trong cùng một ngày. Trong cuộc tập trận chắc chắn sẽ xảy ra xích mích và dễ xảy ra xung đột, dẫn đến chiến tranh. Nếu bọn họ dám khiêu khích trong quá trình diễn tập, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng,
cùng lắm thì chúng ta sẽ cùng bọn họ diễn giả thành thật, đánh một trận lớn. Với khả năng hàng hải của chúng ta, có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về. Lê Uy Long nói, hộ soái Vĩnh Thiên, với sức mạnh hàng hải của chúng ta, việc tiêu diệt hai hạm đội của họ không phải là vấn đề lớn, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Một khi hạm đội của họ bị tiêu diệt, chiến tranh thế giới sẽ bắt đầu và sẽ có vô số kẻ thù đứng sau cũng sẽ dục dịch đưa hạm đội đến. Vị bộ trưởng vừa rồi nói, giống như ông cứ phải nhìn trước nhìn sau, sợ đầu sợ đuôi, sớm muộn gì Long Quốc của chúng ta cũng sẽ phải chia cho người khác. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ai xâm phạm đến đất nước ta thì chính là tội đồ. Đất nước Long Quốc rộng lớn này tại sao phải sợ hai quốc gia nhỏ bé ấy? Lê Uy Long nói, hộ soái Vĩnh Thiên, cậu quá hiếu chiến. Cậu có bao giờ nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu người lính ở Long Quốc sẽ chết trên chiến trường một khi chiến tranh nổ ra không? Với sức mạnh hiện tại của dân tộc, hòa bình là điều quan trọng nhất để tiếp tục phát triển kinh tế, không cần thiết phải tùy tiện khai chiến. Vị bộ trưởng kia vẫn tiếp tục phản bác. Tôi không hiếu chiến, tôi đang muốn giữ gìn tôn nghiêm của Long Quốc. Nghĩa vụ của một quân nhân là bảo vệ tổ quốc, nếu không bảo vệ được quê hương, đất nước thì nuôi quân làm gì? Hy sinh nơi chiến trường, ra ngựa bọc xác là vinh dự của một người lính. Lê Uy Long nói. Nói tóm lại, cứ làm theo những gì hộ soái Vĩnh Thiên đã nói. Ba ngày sau, một cuộc diễn tập quân sự trên biển quy mô lớn chưa từng có sẽ được tiến hành ở vùng biển phía Nam để thể hiện sức mạnh hàng hải của Long Quốc chúng ta. Quốc vương Long Quốc cuối cùng đã đưa ra quyết định. Quốc vương, kế hoạch của hộ soái Vĩnh Thiên cực kỳ nguy hiểm, nồng nặc mùi thuốc súng, một cuộc chiến tranh thế giới sắp bắt đầu, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Bộ trưởng dân sự vẫn thuyết phục. Tôi đã quyết định, không cần nói thêm. Toàn bộ buổi diễn tập này dưới sự chỉ huy của hộ soái Vĩnh Thiên, mọi người phải toàn lực phối hợp. Sau đó, quốc vương rút thanh kiếm cầm tay của mình ra rồi nói, nếu có kẻ nào hèn nhát sợ chết, kết quả sẽ như vậy. Nói xong, quốc vương Long Quốc dùng kiếm chém rụng một góc bàn. Những bộ trưởng chủ trương nhường nhịn kia nhìn thấy thế quốc vương thị uy đều toát mồ hôi lạnh, im bặt không dám nói thêm. Chương 464 Long Chủ đã quyết. Bởi vì những người ngồi đây đều biết rõ ý tứ của Long Chủ, chính là muốn dùng bản án để nói rõ chủ đích của nước mình. Bất cứ ai muốn gây chiến với Long Quốc, kể cả là Lang Quốc đều phải bị lôi ra chém đầu. Long Chủ ra quyết định như vậy chính là quyết tâm không muốn ai động binh. Lúc này, Uông Tiêu nói, Long Chủ, mà tướng chỉ am hiểu chiến tranh trên đất liền, còn về chiến tranh ở ngoài biển thì không nắm rõ. Thật sự không thích hợp để đảm nhiệm chức tổng đốc của đợt diễn tập này, mong Long Chủ chọn người tài khác. Long Chủ biết những lời Uông Tiêu nói không phải không có đạo lý, bởi vì lúc trước Uông Tiêu trấn giữ ở phía Tây, mà ở phía Tây chỉ có chiến tranh trên đất liền, chưa từng xảy ra chiến tranh ở ngoài biển. Vì thế, Long Chủ liền hỏi, những người đang ngồi ở đây, không biết có ai nguyện ý đi giết giặc, đảm nhiệm chức vụ tổng đốc dẫn quân chiến đấu trên biển hay không? Long Chủ, tôi vẫn luôn trấn thủ ở phía Bắc. Cũng không có kinh nghiệm chiến tranh ở ngoài biển, e là không nhận nổi chức này. Hộ soái trấn giữ phía Bắc, Trương Minh Lương nói. Phía Bắc của nước Việt Nam chúng ta trước giờ vẫn bị thế lực bên ngoài nhòm ngó như hổ rình mồi, hộ soái phải trấn giữ tại phía Bắc, phòng ngừa kẻ gian nhân cơ hội đánh lén. Long Chủ nói. Long Chủ, mà tướng bất tài, nguyện tới phía Nam, đảm nhiệm chức tổng đốc của cuộc diễn quân lần này. Hộ soái trấn giữ phía Đông, Dương Tuấn Vũ lên tiếng. Hộ soái Dương Tuấn Vũ am hiểu chiến tranh ở ngoài biển, đúng là rất thích hợp để đảm nhiệm vai trò là tổng đốc trong cuộc chiến đấu lần này, nhưng nếu rời phía Đông tôi lo lắng những con giun quấy rối sẽ nhằm cơ hội này mà tấn công phía Đông. Cho nên, hộ soái vẫn không thể nào rời khỏi phía Đông được. Long Chủ nói. Long Chủ, Trung Nguyên không có chiến sự, mà tướng nguyện đến phía Nam, đảm nhiệm chức vụ tổng đốc dẫn quân chinh chiến trên biển. Hộ soái Lưu Thiên Du nói. Lưu Thiên Du trấn giữ ở nội thành cùng những vùng lân cận khác, cả quốc gia Việt Nam đều nằm trên người hộ soái, chỉ cần hộ soái khẽ di chuyển sẽ ảnh hưởng đến an nguy của đất nước, vì thế không thể tùy tiện rời đi. Long Chủ nói, năm hộ soái đã có đến 4 người không thích hợp đảm nhiệm chức vụ tổng đốc trong cuộc chiến đấu trên biển lần này, hiện tại chỉ còn hộ soái trấn giữ ở phía Nam, Trần Kiệt. Trần Kiệt biết đến lượt bản thân mình phát biểu, liền nói, Long Chủ, mà tướng tuy là hộ soái trấn giữ ở phía Nam, cũng am hiểu chiến tranh ở ngoài biển, nhưng uy danh không đủ, sức lực lại có hạn. Mà tướng cho rằng, vẫn là để hộ soái Uông Tiêu đảm nhận chức vụ tổng đốc này là thích hợp nhất.
Tại sao hộ soái Uông Tiêu lại cảm thấy bản thân không thích hợp cho việc đảm nhận chức vụ tổng đốc trong lần chiến đấu này? Long chủ hỏi. Bởi vì hộ soái Uông Tiêu là hộ soái đầu tiên của nước Việt Nam, công lao vô cùng to lớn, anh ấy chính là một trong năm hộ soái có uy danh cao nhất, nếu để anh ấy chỉ huy, chắc chắn quân địch sẽ sợ mất mật, không cần chiến mà cũng thắng. Trần Kiệt nói. Nhưng nếu Lang Quốc thừa dịp Uông Tiêu rời khỏi phía Tây sang phía Nam mà chiến tranh ở ngoài biển, xâm chiếm phía Tây lần thứ hai thì phải làm sao bây giờ? Long chủ hỏi. Ở phía Tây, lần trước Lang Quốc đã bị hộ soái Uông Tiêu đánh bại, hao tổn binh lính lên đến 30.000 quân lính, hiện tại bị thương rất nhiều, tạm thời không dám xâm lược phía Tây nữa. Hơn thế, hiện tại hộ soái Uông Tiêu cũng đang ở phía Nam tĩnh dưỡng, Lang Quốc cũng không dám gây chiến với phía Tây. Cho dù Lang Quốc có xâm lược phía Tây, với binh lực còn lại của bọn họ, phía Tây cũng không bị uy hiếp. Phía Tây chỉ cần có hộ vệ cùng vài tướng nhỏ ở lại trấn giữ là quá đủ rồi. Trần Kiệt nói một hồi. Hộ vệ Trần Kiệt nói rất có lý. Nhưng vấn đề chính là, hộ soái Uông Tiêu cũng không am hiểu về chiến tranh ở ngoài biển. Long chủ nói. Hộ soái Uông Tiêu uy danh vang khắp nơi, am hiểu hay không am hiểu không phải là vấn đề trọng yếu. Quan trọng là, danh tiếng của hộ soái Uông Tiêu. Chỉ cần hộ soái Uông Tiêu nắm giữ ấn soái sẽ khiến địch bị dọa sợ hãi. Mà tướng nguyện đảm nhận nhiệm vụ phó tổng đốc trong lần chinh chiến này, toàn lực phò trợ hộ soái Uông Tiêu. Trần Kiệt nói. Được, hộ soái Uông Tiêu uy danh vang khắp nơi, để anh ấy đảm nhiệm chức vụ tổng đốc là thích hợp nhất. Đúng vậy, hộ soái trấn giữ tổ quốc, sẽ khiến binh không chiến cũng thắng. Hiện tại phía Tây không có chiến tranh, hộ soái Uông Tiêu cũng vô cùng nhàn rỗi. Đảm nhận chủ nhiệm tổng đốc quả thực là lựa chọn đúng đắn. Danh tiếng của hộ soái Uông Tiêu vang danh thiên hạ, là hộ soái giỏi nhất của Việt Nam, ngoài hộ soái Uông Tiêu thì không tìm ra người thứ hai nào phù hợp hơn. Chương 465 có gì cần giao phó? Những người khác đều phụ họa theo, đồng nhất tán thành Uông Tiêu đảm nhiệm vai trò tổng đốc trong cuộc kháng chiến này. Hộ soái Uông Tiêu, mọi ở đây đều nhất trí để hộ soái đảm nhiệm chức vụ tổng đốc, ý của cậu như thế nào? Long chủ hỏi lại Uông Tiêu. Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ, cũng như coi trọng Uông Tiêu như vậy, Uông Tiêu này cung kính không bằng tuân mệnh, vậy lần chiến đấu này để tôi đảm nhận chức tổng đốc đi. Uông Tiêu nói. Trong lòng anh ấy hiểu rõ được, những đại thần này nâng anh ấy lên cao như vậy, kỳ thật chính là muốn anh ấy đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Một vài tướng lĩnh không muốn anh ấy đảm nhận chức tổng đốc trong cuộc chiến đấu lần này, chính là không muốn Long Quốc cùng Lang Quốc xảy ra xung đột. Một khi hai bên chiến tranh ở ngoài biển với nhau, bọn họ sợ uy danh của bản thân sẽ bị hủy hoại. Bởi vì, Long Quốc hay Lang Quốc đều là những quốc gia được biết đến là nước có thế mạnh về hải quân, thậm chí sức mạnh về hải quân của họ được xếp vào hàng tốt nhất của thế giới. Một khi hai nước chiến tranh ở ngoài biển với nhau, hai cái tên lớn nhất Việt Nam là Long Quốc cùng Lang Quốc rất khó phân thắng bại. Tốt, hộ soái Uông Tiêu đúng là anh dũng. Ai không sợ chết mà dám lao về phía trước. Chỉ có hộ soái Uông Tiêu. Long chủ nhìn thấy sự đáp ứng của tất cả mọi người, liền dõng dạc nói lớn. Đương nhiên, anh ta cũng biết, đại đa số trong lòng mọi người đều muốn Uông Tiêu đảm nhận vai trò tổng đốc trong trận chiến lần này, bởi vì bọn họ đều phải trấn giữ doanh trại ở địa phương, không thể rời đi. Hiện tại tôi chính thức mệnh lệnh cho Uông Tiêu đảm nhận chức tổng đốc, dẫn quân đánh địch. Tổng đốc Uông Tiêu và Trần Kiệt nghe lệnh. Mạt tướng tuân lệnh. Uông Tiêu cùng Trần Kiệt đồng thanh nói. Tất cả các lực lượng hàng hải, phải nghe lệnh hộ soái Uông Tiêu, tất cả mọi người phải toàn lực phối hợp với nhau. Lần chiến đấu này, phải thể hiện được sức mạnh vĩ đại của toàn thể Việt Nam chúng ta. Mọi người cần phải chuẩn bị thật tốt mọi phương diện, để một khi chiến tranh ở ngoài biển có thể toàn lực ứng phó, phòng ngừa quân địch thừa cơ đánh úp. Long chủ nói. Mạt tướng tuân mệnh. Tuân lệnh. Mọi người có mặt đều đồng thanh lớn tiếng nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ kết thúc thôi. Long chủ nói. Long chủ bảo trọng, Mạt tướng cáo lui. Long chủ bảo trọng, chúng tôi xin phép cáo lui. Tất cả mọi người đều cáo lui. Hộ soái Uông Tiêu, cậu ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Long chủ lên tiếng bảo Uông Tiêu ở lại. Dạ, Uông Tiêu thấy Long chủ dặn bản thân ở lại, anh ấy cũng không biết Long chủ muốn nói điều gì, chỉ có thể ở lại chờ đợi. Chờ tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Uông Tiêu liền hỏi, Long chủ căn dặn Mạt tướng ở lại. Không biết có điều gì giao phó. Chương 466 Long chủ xin lỗi. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng cả, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu thôi. Long chủ nói. Uông Tiêu nghe vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Long chủ xin lỗi, sao chuyện này có thể xảy ra? Long chủ, tại sao ngài lại phải xin lỗi? Ngài đừng dọa tôi, Uông Tiêu nói. Không, 3 năm gần đây, cậu đã chịu nhiều vất vả rồi, là do tôi, trong lòng tôi vẫn luôn day dứt, lần này muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Long chủ thật sự cảm thấy có lỗi. Long chủ, có phải ngài nói đến chuyện phong ấn rồng thần làm cách đây 3 năm về trước, khiến tôi trở thành người tầm thường sao? Uông Tiêu hỏi. Đúng vậy, 3 năm về trước, tôi ép cậu phải phong ấn rồng, khiến cậu trở thành một người tầm thường. Điều này khiến cậu phải chịu nhiều uất ức, vì vậy trong lòng tôi luôn luôn cảm thấy day dứt. Long chủ nói. Long chủ quá lời rồi, 3 năm qua tôi trải qua biết bao thăng trầm, rốt cuộc cũng hiểu ra sai lầm của bản thân, mà Long chủ bắt tôi phải phong ấn vàng rồng, từ đó trở thành con người tầm thường là một quyết định vô cùng chính xác. Uông Tiêu nói. Vậy sao, thật sự cậu hiểu được cậu sai ở đâu sao? Long chủ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, 3 năm trước tôi cậy bản thân mình võ công cao cường, hiếu chiến một cách quá mức, có ý định mở rộng bản đồ của Việt Nam, muốn tiêu diệt toàn bộ những kẻ nham nhe xâm lược nước ta, điều này là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Uông Tiêu nói. Cậu muốn giúp tôi mở rộng lãnh thổ của đất nước Việt Nam, khiến nước ta là một nước vĩ đại, có gì sai đâu? Long chủ lại hỏi. Bởi vì 3 năm trước, thực lực binh lính của nước ta còn chưa đạt đến trình độ toàn diện để có thể chiến tranh ở ngoài biển với thế lực khác, nếu kéo dài tình trạng Nam Chinh Bắc Chiến, chắc chắn thực lực sẽ bị suy nhược, dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Chủ trương của tôi lúc đó chính là hành động của sự hiếu chiến, hại nước hại dân. Uông Tiêu nói. Cậu có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, tôi thật sự rất vui mừng, 3 năm qua chứng tỏ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Long chủ nói. Cảm ơn Long chủ khích lệ. Uông Tiêu nói. Năm đó Uông Tiêu phong ấn rồng vàng, khiến công lực suy giảm, chính là có công lao rất lớn, Long chủ cũng biết anh ấy là người trung thành và tận tâm, một lòng vì nước vì dân. Anh ấy bị Long chủ yêu cầu đi phong ấn rồng vàng một cách bí mật, khiến cho bản thân anh ấy trở thành một người tầm thường, hoàn toàn vì anh ấy còn trẻ nên quá kiêu ngạo, quá mức hiếu chiến. 3 năm trước đây, Uông Tiêu mới 23 tuổi, tuổi còn trẻ, lại đã trở thành hộ soái giỏi nhất của Việt Nam. Có thể nói là người tài trước nay chưa từng có. Anh ấy còn trẻ nên hống hách, khao khát muốn được bộc lộ tài năng, cũng như đánh đâu thắng đó, không có gì có thể cản nổi, điều này làm anh ấy trở nên tự kiêu, tự cao tự đại. Anh ấy chủ trương dẫn quân đánh Lang Quốc, sau đó chỉ huy quân tiến lên phía Bắc, tiêu diệt nước Sư Quốc, sau đó tiếp tục tiến sang phía Đông, chiếm đóng nước Dẫn Giao, rồi xuống phía Nam bằng đường hải quân, chinh phục các nước xung quanh. Long chủ phát hiện ý đồ này. Biết bản tính Uông Tiêu vô cùng hiếu chiến, chắc chắn sẽ khiến đất nước rơi vào cảnh tang thương, vì chiến tranh mà sinh linh lầm than. Vì muốn Uông Tiêu tỉnh táo lại, Long chủ đành phải thu lại binh quyền trong tay anh ấy, khiến cho anh ấy trở thành người bình thường, suy nghĩ kỹ lại tính cách của mình. Xét đến cùng, năm đó Uông Tiêu bị tước bỏ binh quyền, hoàn toàn là vì anh ấy quá hiếu thắng. Hiện tại, cậu cảm thấy chúng ta có thích hợp để chiến tranh ở ngoài biển không? Long chủ hỏi. Làm thế nào để có thể tránh được cục diện chiến tranh, đó mới là cách tốt nhất. Nhưng nếu không thể tránh được, chỉ có thể dùng một trận chiến để phản kháng lại. Chiến tranh, người chịu nhiều khổ cực nhất, chính là nhân dân. Chúng ta không giỏi chiến đấu, chúng ta yêu hòa bình, nhưng nếu thế lực khác dám mạo phạm đến chúng ta, tuyệt đối không thể khoan nhường. Sự uy nghiêm của nước Việt Nam không thể bị đánh mất được. Uông Tiêu nói. Đúng vậy, chính là câu nói người ta không xúc phạm ta. Ta tuyệt đối không xúc phạm họ, nhưng nếu người ta xúc phạm đến ta, ta tuyệt đối không nhún nhường. Chúng ta sẽ không chủ động chiến tranh ở ngoài biển. Nhưng mà, nếu các thế lực khác muốn xâm lược nước ta, nhất định chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Long chủ nói. Đúng vậy, hòa bình thế giới chính là tốt nhất. Binh lính của các nước căn bản không có thù oán gì với nhau. Chiến tranh nổ ra chỉ vì xung đột cá nhân của quân vương đứng đầu một nước, hoặc là tham vọng thôn tính của các nước khác. Hàng nghìn máu và xác chết đã trải dài cả trăm cây em. Uông Tiêu nói. Đúng thế, khi quân vương hạ lệnh, cho dù binh lính của hai nước không có thù oán gì với nhau cũng đều phải chuẩn bị vũ trang để ra chiến trường chém giết nhau. Sau một hồi chiến tranh, không biết bao nhiêu trai tráng chết trên sa trường, những người bố mẹ thấy con mình hy sinh, chắc chắn rất đau lòng, đã không biết bao nhiêu người phụ nữ mất chồng cùng những đứa trẻ mất đi bố. Năm đó tôi ngăn cản cậu chiến tranh ở ngoài biển với phía Nam cùng phía Bắc. Chính là lo lắng về vấn đề này. Long chủ nói. 3 năm qua tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc những chuyện Long chủ làm có ý nghĩa gì, quả nhiên những gì tôi ngộ ra đều đúng.
Long chủ đứng đầu một nước, luôn suy nghĩ đến cuộc sống của nhân dân, nếu vì sự hiếu thắng của bản thân mà khiến nhân dân rơi vào cảnh khổ cực, tôi thật sự vô cùng day dứt a. Uông Tiêu nói. Tốt lắm, cậu có thể hiểu là tốt rồi, chúng ta dừng lại chuyện này ở đây. Nói đến chuyện lần này cậu đảm nhận chức tổng đốc đi, có kế hoạch gì chưa? Long chủ nói. Tôi dự định điều động một nhóm binh lính ở phía đông đi theo đường hải quân đến tập hợp với binh lính phía nam để tập hợp lực lượng. Chúng ta không thể chiến đấu mà không đủ viện binh, cũng chỉ có thể lấy binh lính từ phía đông. Uông Tiêu nói. Được, chuyện này tôi giao phó cho cậu phụ trách, tôi sẽ không can thiệp vào, cậu muốn làm thế nào thì làm, muốn thế nào thì chính là như thế đi. Long chủ nói. Được, thời gian cấp bách, nếu Long chủ không còn dặn dò gì, tôi xin đi về trước. Uông Tiêu nói. Cậu phải thức suốt đêm để đi đến khu chiến đấu phía nam. Long chủ nói. Đúng vậy, chúng ta không còn quá nhiều thời gian. 3 ngày sau diễn ra chiến tranh, tôi phải thức đêm để trở về phía nam. Uông Tiêu nói. Được, vậy làm phiền hộ soái, tôi chúc cậu đánh đâu thắng đấy, ép lui quân địch. Long chủ nói. Tạ ơn Long chủ, Uông Tiêu nói. Sau khi tạm biệt Long chủ, Uông Tiêu lập tức bước ra khỏi cung, chuẩn bị suốt đêm để cấp tốc trở về phía nam. Vì 3 ngày sau chính là lúc chuẩn bị chiến tranh ở ngoài biển. Uông Tiêu đang trên đường đến sân bay, đột nhiên xuất hiện một nhóm người đến ngăn cản đường đi của anh ấy. Chương 467 bố ruột anh ta. Uông Tiêu xuất thân là một hộ soái của Việt Nam, được hơn 10 chiếc xe đi trước và sau hộ tống đến sân bay của Long Cung, nhằm ngăn ngừa người khác tấn công Uông Tiêu. Người phụ trách lái xe thấy có người chặn đường, vội vàng dừng xe. Người lái xe lập tức rút súng chĩa vào những người đang chặn đường. Bởi vì, hộ soái đang trên xe, bọn họ lại dám ngang nhiên chặn đầu xe, chắc hẳn là nhân vật nguy hiểm, thế lực đó đang uy hiếp đối với sự an toàn của Uông Tiêu. Uông Tiêu vừa thấy liền nhăn mày, nhìn thấy có người chặn đường, một người đàn ông lớn tuổi mặc trên người bộ vest màu xám, còn lại là những người đàn ông trung niên mặc đồ đen màu đen. Nhìn thấy ông lão mặc bộ vest màu trắng, Uông Tiêu liền tức giận. Bởi vì lão già này, không ai khác chính là quản gia của bố ruột của anh ta, quản gia nhà họ Long tên Thạch Khương. Thạch Khương nhìn thấy đoàn xe của Uông Tiêu đã dừng lại, hộ vệ trong xe cũng đang chĩa súng về phía ông ta, vội vàng quỳ xuống. Những hộ vệ trên xe thấy Thạch Khương cùng đám người của ông ta quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, vẫn cầm súng chĩa về phía họ như cũ. Chào cậu chủ, Thạch Khương quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô to. Chào cậu chủ. Một đám người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng đồng thanh kêu lớn. Cậu chủ cái gì, mau cút đi. Uông Tiêu ngồi trên xe, giận dữ hét lên. Cậu chủ, đã 13 năm rồi, mong cậu theo chúng tôi về đi. Thạch Khương nói. Về nhà của tôi ở thành phố phía nam. Uông Tiêu nói. Cậu chủ, nhà của cậu là nhà họ Long, chuyện cũng đã xảy ra 13 năm, lòng oán hận, cũng đã nên được rũ bỏ xuống. Hiện tại nhà họ Long đang bị sâu xé. Cần cậu về giải quyết mọi việc, mong cậu có thể trở về cùng chúng tôi. Thạch Khương nói. Quay về nhà họ Long xử lý mọi chuyện. Tôi đường đường là một hộ soái, danh tiếng vang xa khắp nơi, nước Việt Nam rộng lớn này còn chờ tôi chủ trì, ông lại dám bảo tôi trở về nhà họ Long nhỏ bé đó để giải quyết mọi chuyện. Ông uống nhầm thuốc sao? Uông Tiêu nói một cách độc đoán. Anh ấy biết nhà họ Long có người nhận chức trong quân đội, nên đã sớm biết anh giữ chức vụ hộ soái. Hiện tại trong tay anh ấy lại nắm giữ binh quyền, được Long chủ trọng dụng một lần nữa, chắc chắn nhà họ Long cũng đã nghe nói đến. Nếu không, nhà họ Long sẽ không phái Thạch Khương đến gặp anh ấy mong anh ấy quay trở về. Thạch Khương nghe Uông Tiêu nói như vậy, sắc mặt liền trở lên khó coi. Chính như những gì anh ấy đã nghĩ, Uông Tiêu đang là hộ soái của đất nước, nắm trong tay hàng vạn binh lính, để cho anh ấy quay trở về nhà họ Long lãnh đạo, như vậy sẽ có ích đối với nhà họ Long. 13 năm trước, nhà họ Long các người để mặc tôi và mẹ quỳ gối trước cửa, khóc lóc cầu xin, nhưng các người vẫn vô tâm đuổi đi. Nhà họ Long các người chê thân phận của mẹ tôi thấp hèn, không xứng đáng làm dâu nhà họ Long. Mà tôi, chính là được người phụ nữ có thân phận thấp hèn đó sinh ra, cũng chẳng xứng đáng làm con cháu nhà họ Long. Nhà họ Long đã không để ý đến việc tôi và mẹ đã phải khổ sở thế nào để cầu xin các người lại còn tuyệt tình đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Long. Lúc đó chắc chắn nhà họ Long không thể ngờ được, loại người thấp hèn mà các người đuổi đi, một ngày nào đó lại trở lại Việt Nam nắm giữ chức hộ soái đúng chứ? Hiện tại, nhà họ Long đang rơi vào cảnh hỗn loạn, lại thấy tôi đang giữ chức hộ soái, chính vì vậy mới muốn tôi quay lại nhà họ Long,
các người xem Uông Tiêu tôi là cái gì? Chẳng lẽ các người còn tưởng rằng, Uông Tiêu tôi, hiện giờ còn có thể quay về nhà họ Long sao? Năm đó, sau khi tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Long phiêu bạt khắp nơi, không có chốn dung thân, chịu biết bao nhiêu là tủi nhục khiến cho mẹ tôi buồn rầu mà qua đời. Nỗi oán hận này đừng nói là 13 năm, cho dù là cả đời tôi cũng không quên. Nhắc tới nhà họ Long, Uông Tiêu lại không thể không nhớ đến cảnh bị đuổi ra khỏi nhà vào 13 năm trước, trong lòng anh ấy liền bùng lên ngọn lửa hận thù, càng nói càng tức. Cậu chủ lớn, hiện tại ông chủ cũng đã biết năm đó mình làm sai, mong cậu tha thứ, xin cậu bỏ qua những ân oán trước đây, quay về nhận tổ tông. Thứ chảy trong người cậu dù gì cũng là dòng máu của nhà họ Long, Thạch Khương nói. Chương 468 tôi không muốn là cậu chủ Long. Ông sai lầm rồi, dòng máu chảy trên người tôi chính là dòng máu của mẹ tôi. Uông Tiêu tôi suốt đời chỉ mang họ Từ, vĩnh viễn không mang họ Long. Không được gọi tôi là cậu chủ, tôi không phải cậu chủ của ông. Hiện tại tôi đường đường là một hô soái oai phong lẫm liệt của Việt Nam, không muốn làm cậu chủ nhà họ Long của các người. Người nhà họ Long gián tiếp hại chết mẹ tôi, nỗi hận này không thể buông bỏ. Cho dù tôi có một tấm lòng bao dung cũng không thể nào quên đi cái chết của mẹ mình. Uông Tiêu cứ nghĩ đến cái chết của mẹ trong lòng anh ấy liền dâng lên một nỗi bi thương, nỗi giận dữ ngày càng tăng lên. Thạch Khương sợ đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không dám gọi Uông Tiêu là cậu chủ nữa. Hộ soái Uông Tiêu, cậu hãy niệm tình cậu mang trong mình dòng máu nhà họ Long mà giúp nhà họ Long một lần được không? Hiện tại bố cậu đã bị cử đi đến thành phố Hoang Vu, chỉ cần cậu ở trước mặt Long chủ nói giúp bố cậu vài câu thôi là có thể giúp bố cậu trở lại thành phố. Thạch Khương nói, tôi không có bố, Long Trấn thôi rơi vào cảnh này là do ông ta gieo gió gặp bão, tôi sẽ không nói giúp cho ông ta dù chỉ nửa lời. Năm đó, vào lúc tôi và mẹ mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Long, ông ta đã từng nói nửa lời để bênh vực tôi và mẹ chưa, nửa câu thể hiện sự quan tâm cũng không có. Uông Tiêu nói. Thạch Khương bị Uông Tiêu ép hỏi đến không nói được câu nào. Long Trấn thôi, dù sao ông ta cũng chính là bố ruột của Uông Tiêu. Đừng cho rằng tôi không biết, hiện tại nhà họ Long đang có nguy cơ sụp đổ. Nhà họ Long biết tôi đang giữ chức hộ soái, thấy tôi có giá trị lợi dụng, muốn tôi giúp nhà họ Long vượt qua giai đoạn khó khăn này sao, không có cửa đâu. Nếu không phải vì tôi đang giữ chức hộ soái, liệu nhà họ Long có mời tôi về không? Năm đó tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Có ai coi tôi là cậu chủ không? Tôi cùng mẹ phải đi khắp nơi, vào thời điểm đói rét, nhà họ Long đang làm gì? Có cho mẹ con chúng tôi một đồng nào không? Có ai quan tâm đến sự sống chết của mẹ con chúng tôi không? Hiện tại nhà họ Long đang gặp nạn, biết khả năng của tôi có thể giúp được nhà họ Long, lại muốn tôi quay trở về. Đúng là không biết xấu hổ, chưa thấy qua ai lại không biết xấu hổ như các người. Trong lòng Uông Tiêu có biết bao nhiêu oán giận, tất cả đều trút ra hết. Hộ soái Uông Tiêu, nói như thế nào, cậu cũng đã sinh sống nhiều năm ở nhà họ Long coi như cũng có công nuôi dưỡng cậu. Chẳng lẽ ân tình đó, cậu đã quên đi sao? Thạch Khương nói. Ha ha, ông không cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến chuyện này sao? Từ lúc tôi sinh ra đến nay, nhà họ Long đối xử với tôi như thế nào, chẳng lẽ ông không biết? Bởi vì mẹ tôi có xuất thân thấp kém, từ nhỏ tôi đã bị người nhà họ Long coi thường, mỗi ngày đều bị đánh mắng. Thậm chí người làm trong gia đình cũng không coi đứa trẻ như tôi ra gì. Mẹ của tôi bị nhà họ Long các người hại chết, những năm gần đây tôi không tìm cách diệt nhà họ Long, chính là vì tôi không muốn người khác nghĩ bản thân mình lạm dụng chức quyền. Nếu không, nhất định tôi không để cho nhà họ Long có giây phút nào được yên ổn. Hiện tại tôi không triệt đường sống của nhà họ Long chính là quá nhân từ với các người. Hy vọng các người vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt của tôi. Nếu không... tôi sẽ khiến cho nhà họ Long các người hoàn toàn biến mất. Uông Tiêu hung hăng nói. Hộ soái Uông Tiêu bất giận, chung quy vẫn là máu mủ tình thâm, trên người cậu chảy dòng máu của mẹ, nhưng cũng chảy dòng máu của bố. Cậu không thể không nhận người thân, đó chính là bất hiếu. Thạch Khương nói. Nói bậy, ông lại có thể mắng hộ soái bất hiếu sao, ông có tin tôi bắn chết ông không? Sắc mặt Uông Tiêu sầm lại. Thạch Khương biết bản thân đã xúc phạm đến Uông Tiêu. Ông ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói tôi không dám. Từ nay về sau, không được phép nhắc đến Long Trấn thôi nữa, cũng không được nhắc đến nhà họ Long, nếu không, giết không tha. Mau cút đi, tôi không có thời gian ở đây nghe ông nói chuyện vớ vẩn. Uông Tiêu giận dữ nói. Thạch Khương rơi vào tình trạng đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, nhưng nếu không khiến Uông Tiêu đổi ý quay về,
ông ta cũng không dám tự ý đứng dậy rời đi, không hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta không dám trở về. Hộ vệ nghe lệnh, những người chặn đường phía trước không có ý định tránh đường chính là chống đối người thi hành quân vụ, làm lỡ thời cơ chiến đấu. 3 giây tiếp theo, trực tiếp lái xe tiến lên. Hiện tại thời gian gấp rút, Uông Tiêu không nghĩ sẽ lãng phí thời gian vào việc này, nên anh ấy lập tức hạ lệnh. Dạ, tất cả hộ vệ liền đồng thanh hô lên. Thạch Khương nghe thấy mệnh lệnh của Uông Tiêu, ông ta sợ tới mức phải đứng dậy chạy giạt sang một bên. Một đám người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng sợ tới mức tránh đường. Bởi vì bọn họ biết quân lệnh như núi, nếu không tránh thì họ sẽ bị đâm. Chương 469 vốn là không liên quan. Thạch Khương và những người đàn ông mặc Âu phục vừa tránh ra, đội xe của Lê Uy Long giống như ngựa hoang thoát dây thừng gào thét mà qua. Thạch Khương và những người đàn ông mặc Âu phục đều bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nếu phản ứng chậm một chút, trễ một giây thôi đã bị đánh bay. Mặc dù người nhà họ Long đúng là họ Long, nhưng cũng không phải là hoàng tộc. Người nhà họ Long chỉ là nhà quan lại mà thôi, mặc dù họ Long, nhưng không liên quan gì đến Long chủ Long Quốc. Mà Long chủ Long Quốc cũng không phải họ Long. Long chủ Long Quốc là chủ của Long Quốc. Lệ Uy Long thấy người của nhà họ Long đã mắng Thạch Khương một trận, anh nhớ tới một số chuyện cũ đau lòng, nhưng tâm trạng của anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, rất nhanh đã bình tĩnh. Thân là chỉ huy của hàng chục ngàn người, tình thế bây giờ cực kỳ nghiêm trọng, thân là người nắm giữ tính mạng của tướng sĩ, anh không thể vì cảm xúc bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác được. Trên xe, Lệ Uy Long lấy danh nghĩa tổng đốc gửi điện lệnh cho hộ soái trấn Đông Dương Tuấn Vũ để anh ta lập tức điều một đội tàu chiến đấu trên biển Đông chạy sang vùng biển phía Nam, chuẩn bị tập hợp cùng với đội tàu chiến ở khu vực chiến đấu phía Nam. Hộ soái trấn Đông Dương Tuấn Vũ nhận được điện lệnh của Lệ Uy Long, lập tức phái ra một đội tàu chiến lao tới vùng biển phía Nam. Đã đến sân bay, Lệ Uy Long và hộ soái trấn Nam Trần Kiệt chia nhau lái 2 chiếc máy bay khác nhau bay về trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía Nam. Trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía Nam ở thành phố Bắc Giang, chứ không phải ở thành phố Đà Lạt. Chỗ của Tạ Ngọc Hải ở gần khu vực chiến đấu của thành phố Đà Lạt, thật ra chỉ là chi nhánh của khu vực chiến đấu phía Nam. Lệ Uy Long và Trần Kiệt đều là hổ soái của Đại Long Quốc, hai vị đều là nhân vật nổi tiếng gánh vác sự yên bình cho Long Quốc, đương nhiên không thể cùng nhau ngồi chung trên một chiếc máy bay. Bởi vì đặc nhiệm của kẻ địch ở khắp mọi nơi, nếu như hai vị hổ soái ngồi chung trên một chiếc máy bay, lỡ như máy bay bị kẻ địch bắn rơi, hoặc đặc nhiệm của địch động tay động chân ở trên máy bay làm máy bay hư hỏng, vậy Long Quốc sẽ tổn thất cùng lúc hai vị hộ soái. Hộ tống máy bay của hộ soái, công tác bảo vệ phải làm vô cùng nghiêm ngặt, nhưng không sợ chuyện không may. Đặc nhiệm của kẻ địch đều ẩn mình vô cùng sâu. Bảo vệ bên cạnh, cơ trưởng gì đó, cũng có thể sẽ là đặc nhiệm của kẻ thù. Bởi vậy, nhân vật quan trọng bình thường cũng sẽ không ngồi chung với nhau trên một chiếc máy bay. Nói nôm na là không thể đặt hết tất cả số trứng gà trong một cái giỏ được. Thành phố Đà Lạt, Nguyễn Diễm My ở nhà đợi trái đợi phải cũng không thấy được chồng Lương Trọng và con trai Lương Tuấn Thịnh trở về. Bà ta nghĩ là Lương Trọng lại đi gặp riêng người phụ nữ nào đó, nên bà ta cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Lương Trọng. Mà đúng lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên. Nguyễn Diễm My tưởng rằng Lương Trọng đã trở về, bà ta để điện thoại di động xuống, sau đó đi mở cửa. Lúc đi đến cửa, đột nhiên Nguyễn Diễm My lại cảnh giác, bà ta nhìn mắt mèo để xem xét tình huống bên ngoài. Xem xét từ mắt mèo, Nguyễn Diễm My lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì ngoài cửa toàn là người được trang bị vũ trang đầy đủ. Dẫn đội lại là Giám đốc Cục Công an thành phố Ánh Hạ. Nguyễn Diễm My lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám mở cửa. Bà ta từng làm quá nhiều chuyện phạm tội, có tật giật mình, sợ nhất là người bên Cục Công an đột nhiên tìm tới cửa. Tình huống này đã xuất hiện vô số lần trong đầu của bà ta, không nghĩ tới thật sự biến thành sự thật. Tranh thủ thời gian mở cửa, hiện tại Ánh Hạ bắt đầu vừa lấy tay gõ cửa vừa hô lớn. Nguyễn Diễm My nào dám mở cửa chứ? Giám đốc Cục Công an thành phố tự mình dẫn đội đến đây, không cần hỏi cũng biết là đã xảy ra chuyện lớn. Bà ta vội vàng chạy đi muốn tìm nơi lẩn trốn, nhưng trong nhà lại không có chỗ nào có thể trốn. Muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn. Nhưng bản thân lại ở tầng thứ 18, bà ta đâu dám nhảy. Nếu nhảy xuống nhất định sẽ thịt nát xương tan. Ánh Hạ ở ngoài cửa gào thét một hồi, cũng không có người mở cửa. Cô ấy lo lắng Nguyễn Diễm My chạy trốn, hoặc là tiêu hủy chứng cứ phạm tội, nên bắt đầu để cấp dưới phá cửa mà vào. Chương 470 bắt người.
Một tiếng vang thật lớn, cửa trực tiếp bị phá tan. Nguyễn Diễm My lập tức giật nảy cả mình, bà ta nhìn lại đã nhìn thấy Ánh Hạ dẫn đầu một nhóm công an xông vào. Nhưng mà dù sao Nguyễn Diễm My cũng là người đã trải qua vô số chuyện, bà ta lập tức cố giả bộ bình tĩnh, bắt đầu kiêu căng ngạo mạn, các người to gan thật. Các người có biết đây là nhà của ai không? Ngay cả nhà của người đứng thứ năm cũng dám xông vào, không phải không muốn lăn lộn nữa à? Mau bắt Nguyễn Diễm My lại, Ánh Hạ sẽ không nói nhảm với Nguyễn Diễm My, cô ấy trực tiếp ra lệnh bắt giữ bà ta. Một đám công an lập tức xông lên đè Nguyễn Diễm My lại, sau đó còng hai tay của bà ta. Thả tôi ra, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Nguyễn Diễm My la lớn. Bà dính líu đến chuyện nhận khoản hối lộ cách xù, bà đã bị bắt rồi, bà mau cùng chúng tôi về để tiếp nhận điều tra. Ánh Hạ nói. Nguyễn Diễm My nghe thấy Ánh Hạ nói như vậy là đã biết chuyện bị bại lộ, bà ta lập tức cứng đờ trên mặt đất. Nếu như công an không nắm giữ chứng cứ thì nhất định sẽ không dám xông vào nhà của người đứng thứ năm. Nếu công an đã dám xông vào nhà của mình, vậy đã nói rõ chuyện bị bại lộ rồi. Chồng và con trai của tôi đang ở đâu? Nguyễn Diễm My hỏi. Bà đừng hỏi nhiều, về đến cục công an chúng tôi sẽ từ từ nói cho bà biết. Ánh Hạ có chút không đành lòng nói cho Nguyễn Diễm My rằng chồng và con trai của bà ta đều bị xử bắn rồi, cô ấy sợ bà ta không chịu được kích thích sẽ sụp đổ. Sau khi khống chế Nguyễn Diễm My, Ánh Hạ lại để cấp dưới xét nhà, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ phạm tội của Lương Trọng và Nguyễn Diễm My. Lúc xét nhà, phát hiện khoản lớn tiền mặt, Ánh Hạ để cấp dưới đưa Nguyễn Diễm My và toàn bộ số mặt tiền về. Nguyễn Diễm My bị bắt, nhà của người đứng thứ 5 ở thành phố Đà Lạt cũng bị hủy diệt một cách triệt để. Trong biệt thự Tinh Vân, lúc 11 giờ đêm, cả người Nguyễn Tú Cẩm mỏi mệt đi ra từ trong phòng. Tú Hằng, nhiệm vụ hôm nay bây giờ mới hoàn thành sao? Chu Nhược Mai đang ở phòng khách xem TV nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm đi ra chợt hỏi. Không có, hôm nay mới viết được 2 chương, Nguyễn Tú Cẩm nói. Chưa viết xong cậu chạy ra làm gì, còn một tiếng nữa là hết ngày rồi, cậu còn không nắm chặt thời gian tiếp tục viết đi. Chu Nhược Mai nói. Gần đây tớ bị bí ý tưởng rồi, không viết được. Nguyễn Tú Cẩm nói. Vậy làm sao bây giờ? Tớ nhìn thấy rất nhiều độc giả đang canh chừng, cậu không thể đổi mới sao được. Chu Nhược Mai nói. Tớ biết, thế nhưng tớ không viết ra được, tớ cũng không có cách nào. Nguyễn Tú Cẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Có thể là gần đây luôn ở nhà làm thiếu thốn linh cảm. Kéo dài như thế khẳng định là không được, tớ phải đi ra ngoài chơi một chút mới được. Không thì tớ sắp buồn bực chết rồi, làm sao có thể có linh cảm gì chứ? Nguyễn Tú Cẩm nói. Cậu muốn khi nào đi ra ngoài chơi? Chu Nhược Mai hỏi. Tớ muốn ra ngoài chơi ngay bây giờ. Nguyễn Tú Cẩm nói. Hiện tại đã 11 giờ đêm rồi, đã trễ như vậy thì còn có chỗ nào để đi chơi chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Hiện tại 11 giờ đêm, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, sao mà trễ được? Nguyễn Tú Cẩm nói. Cuộc sống về đêm. Cuộc sống về đêm gì chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Tớ muốn đến quán Ba Băng Tuyết thả lỏng một chút, cậu đi cùng với tớ đi. Nguyễn Tú Cẩm nói. Quán Ba quá loạn, tớ không thích nơi này, không đi. Chu Nhược Mai nói. Sợ gì chứ, không phải chúng ta có Lệ Uy Long là ly của chúng ta sao? Nguyễn Tú Cẩm nói. Đêm nay Lệ Uy Long không có ở nhà. Chu Nhược Mai nói. Chương 471 có vấn đề. Lệ Uy Long không ở nhà à? Vậy anh ấy đi đâu rồi? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Vừa rồi cô ấy vẫn luôn ở trong phòng gõ chữ, Chu Nhược Mai trở về cũng không nói chuyện Lệ Uy Long đã ra ngoài cho cô ấy biết, cho nên cô ấy cũng không biết đêm nay Lệ Uy Long không có ở nhà. Tớ cũng không biết, Chu Nhược Mai nói. Chẳng lẽ cậu không gọi điện thoại hỏi anh ấy à? Nguyễn Tú Cẩm nói. Tớ gọi từ lâu rồi, nhưng không gọi được, anh ấy đã tắt máy. Chu Nhược Mai nói. Thế mà anh ấy lại tắt máy. Đêm không về ngủ, có vấn đề. Nguyễn Tú Cẩm nói. Có thể có vấn đề gì? Chu Nhược Mai hỏi. Trước tiên tớ hỏi cậu, trong khoảng thời gian tớ không có ở biệt thự, cậu và Lệ Uy Long có làm chuyện ấy không? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Cậu nói chuyện ấy là chuyện gì? Tớ không rõ cậu đang nói gì. Chu Nhược Mai có chút đỏ mặt nói. Đừng có mà giả ngu, tớ biết cậu hiểu tớ đang nói gì. Nguyễn Tú Cẩm nói. Tớ không có làm chuyện ấy với anh ấy. Chu Nhược Mai nói lắp, cô đành phải nói rõ sự thật. Cuối cùng thì cậu làm sao vậy? Tớ dọn ra ngoài ở đã một đoạn thời gian rất dài rồi, thế mà hai người còn không làm chuyện ấy, tớ thật sự bó tay với hai người luôn đó.
Nguyễn Tú Cẩm nói. Tớ không làm gì hết. Hai ngày trước tớ rất muốn cho anh ấy, thế nhưng hết lần này tới lần khác kinh nguyệt tới rồi. Hôm nay kinh nguyệt mới vừa hết, đúng lúc anh ấy lại không có ở nhà. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Vậy trước kỳ kinh nguyệt cũng không làm sao? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Chuyện này, một lời khó nói hết. Chu Nhược Mai nói. Được, tớ không muốn nói chuyện này nữa. Tớ hỏi cậu, Lệ Uy Long đã kết hôn với cậu 3 năm, anh ấy chưa từng qua đêm không về ngủ, và lại còn tắt máy đúng chứ? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Từ trước đến giờ không có, ngoại trừ lần trước đi chiến đấu ở phía Tây. Chu Nhược Mai nói. Vậy là đúng rồi, tớ cho cậu biết, hiện tại Lệ Uy Long đêm không về ngủ, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, nhất định là ra ngoài ăn chơi trác táng. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không thể nào, Lệ Uy Long không phải loại người như vậy. Chu Nhược Mai rất khẳng định nói. Tớ cũng biết hẳn là anh ấy không phải loại người như vậy. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, anh ấy đã 26 tuổi. Hai người kết hôn đã 3 năm rồi, thế mà còn không làm chuyện ấy, cậu có thể chịu được, nhưng một người đàn ông bình thường 26 tuổi chưa hẳn có thể chịu được. Nguyễn Tú Cẩm nói. Cậu đừng suy đoán linh tinh, ly gián tình cảm vợ chồng chúng tớ, tớ tin tưởng anh ấy sẽ không phản bội tớ. Chu Nhược Mai nói. Được. Vậy tớ không nói, để tránh cậu cho rằng tớ có ý không tốt. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không phải tớ có ý đó. Tớ cảm thấy Lệ Uy Long có chuyện rất quan trọng muốn đi làm, cho nên mới tắt máy điện thoại, vì thế xin cậu đừng đoán mò. Chu Nhược Mai nói. Cô biết Lệ Uy Long là tướng ba sao, cô tin tưởng anh có chuyện bí mật cần phải làm. Anh ấy có thể có chuyện quan trọng gì? Nguyễn Tú Cẩm hỏi. Tớ cũng không biết, nhưng cậu cũng biết, Lệ Uy Long đã từng nói với chúng ta. Anh ấy là tướng ba sao. Việc anh ấy muốn làm đều là chuyện bí mật, làm sao anh ấy có thể nói với chúng ta được? Chu Nhược Mai nói. Ờ đúng, suýt nữa tớ quên mất chuyện này, xem tớ viết tiểu thuyết cả ngày ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất. Không được, không được, tớ thật muốn ra ngoài thư giãn một tí mới được. Không thì cả ngày cứ ở lì trong nhà, sớm muộn tớ cũng sẽ bị ngu muội. Nguyễn Tú Cẩm nói. Lần trước từ núi Hổ Sơn trở về, Lệ Uy Long ở trên xe nói cho Chu Nhược Mai anh là tướng ba sao, Nguyễn Tú Cẩm cũng ở trên xe, cho nên cô ấy cũng biết Lệ Uy Long là tướng ba sao. Quên đi thôi, một cô gái như cậu chạy tới chỗ kia không thích hợp. Chu Nhược Mai nói. Ai nói tớ đi một mình, tớ muốn cậu đi cùng mà. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không được, tớ thân là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, làm sao có thể đến chỗ vàng thau lẫn lộn như vậy được. Nếu truyền đi sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tớ phải chú ý hình tượng thục nữ của mình. Chu Nhược Mai quả quyết từ chối. Chương 472 đi với tớ đi mà. Chúng ta đeo khẩu trang đến quán bar, người khác không nhận ra chúng ta. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không được, tớ thân là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Đà Lạt, xem như đeo khẩu trang, cũng không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp của tớ, người khác vẫn sẽ nhận ra. Chu Nhược Mai hết sức lo lắng nói. Phụt, Nguyễn Tú Cẩm không nhịn cười được nói. Không nghĩ tới lại bốc mùi ghê, thậm chí tớ còn muốn nôn, cậu nói bản thân cứ như minh tinh vậy. Tớ chỉ nói sự thật, gần đây tớ quá xui xẻo, mỗi lần ra ngoài đều sẽ xảy ra chuyện. Coi như ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể chọc tới phiền toái, càng đừng nói đi đến nơi phức tạp như là quán bar. Chu Nhược Mai nói, quán bar cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu, không phải trước đó chúng ta chưa từng đi, cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tú Cẩm nói. Bây giờ không giống ngày xưa rồi. Bây giờ có quá nhiều người nhằm vào tớ, mấy người đàn ông kia đều có ý đồ xấu, tớ vẫn nên thành thật ở nhà, ít đi ra ngoài thì tốt hơn, tớ không thể lại gây rối thêm cho Lệ Uy Long. Chu Nhược Mai nói. Thế nhưng mà hiện tại tớ không có linh cảm để viết, tớ cũng sắp nghẹn điên rồi. Cậu đi với tớ một lần đi, chúng ta không nhảy múa, mà chỉ uống ít rượu, nghe một chút âm nhạc ở quán bar cũng được. Bây giờ quán bar đều rất tiêu chuẩn, có nhiều bảo vệ xem chừng. Không sao đâu. Nguyễn Tú Cẩm cầu xin. Tớ cũng muốn đi với cậu, nhưng Lệ Uy Long không ở bên cạnh, tớ luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long không có ở đây càng tốt hơn. Anh ấy ở đây thì lấy tính cách cứng nhắc của anh ấy, chắc chắn sẽ không để chúng ta đi. Hiện tại chúng ta thừa dịp anh ấy không ở nhà, đi ra ngoài chơi một chút. Chỉ đi chơi một lần là đủ rồi. Nguyễn Tú Cẩm nói. Chu Nhược Mai nhìn thấy bộ dáng cầu xin đáng thương của Nguyễn Tú Cẩm, cuối cùng có chút dao động. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Chu Nhược Mai do dự, còn nói thêm, tớ có còn là bạn thân của cậu không, cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng do dự.
được rồi, đi thì đi. Nhưng cậu phải tuân thủ lời hứa, chúng ta chỉ đi uống chút rượu, nghe một chút âm nhạc, không cho phép nhảy múa. Chu Nhược Mai nói, được, tớ đồng ý với cậu, chỉ uống rượu không nhảy múa. Nguyễn Tú Cẩm vui vẻ nói, vậy thì nhanh đeo khẩu trang, đi ra ngoài. Chu Nhược Mai nói, được rồi. Sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đeo khẩu trang lên thì ra ngoài. Sau đó Chu Nhược Mai lấy chiếc Lamborghini chở Nguyễn Tú Cẩm rời khỏi biệt thự Tinh Vân. Những người bảo vệ Chu Nhược Mai âm thầm ở xung quanh biệt thự là Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người trong đội đặc nhiệm nhìn thấy đêm khuya mà Chu Nhược Mai chở theo Nguyễn Tú Cẩm ra ngoài đều khiếp sợ. Trung tướng Cương, đêm khuya mà cô vợ của hộ soái chở theo Nguyễn Tú Cẩm ra ngoài, chúng ta có nên ngăn cản bọn họ không? Một người trong đội đặc nhiệm hỏi. Thiên Thành nhìn thấy hai người Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đeo khẩu trang lén lút đi ra ngoài như kẻ trộm cũng đau cả đầu nói, vợ của hộ soái muốn ra ngoài, tại sao chúng ta lại cản cô ấy? Không thể cản. Nếu Chu Nhược Mai thật sự gây thêm phiền phức, ngay lúc này lại không ở yên trong nhà, đêm hôm khuya khoát còn muốn ra ngoài, là chê chúng ta quá rảnh rỗi sao? Hà Ngọc Lan có chút không vừa lòng nói. Hà Ngọc Lan, không được vô lễ, đó là vợ của hộ soái, làm sao cô có thể gọi thẳng tên của cô ấy? Thiên Thành quát lớn. Được thôi, vậy anh nói hiện tại chúng ta phải làm gì? Hà Ngọc Lan hỏi. Tất cả chuẩn bị lặng lẽ đi theo, âm thầm bảo vệ vợ của hộ soái. Thiên Thành ra lệnh. Vâng, đám người cùng kêu lên. Sau đó, đám người rối rít lên xe đuổi theo. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ngồi trên cùng một chiếc xe Jeep. Trên xe, Hà Ngọc Lan nói, vợ hộ soái thừa dịp hộ soái không ở nhà mà đêm khuya ra ngoài. Có thể cô ấy đã đội nón xanh hộ soái không? Trong lòng cô ấy lại hy vọng có thể lấy được chứng cứ Chu Nhược Mai vượt quá giới hạn, sau đó Lệ Uy Long ly hôn với cô, mình sẽ có cơ hội. Thiên Thành lập tức khó chịu lại quát lớn, Hà Ngọc Lan, cô lại nói bậy bạ gì đó. Vợ hộ soái không phải loại người như vậy, làm sao cô ấy có thể đội nón xanh cho hộ soái được? Cô đừng suy nghĩ nhiều. Chương 473 cô ấy vượt quá giới hạn. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều rồi. Hà Ngọc Lan cũng cảm thấy suy nghĩ của mình không phù hợp thực tế, nếu như Chu Nhược Mai muốn vượt tường, cũng sẽ không chở theo Nguyễn Tú Cẩm đi cùng. Chuyện như vượt quá giới hạn này nhất định phải tự mình lén lút đi. Chắc chắn là cô đã suy nghĩ nhiều. Hộ soái thân là hộ soái bảo vệ đất nước Oai Phong một cõi, chính là hạc trong bầy gà, có nhiều người phụ nữ muốn gả cho anh ấy cũng không có cơ hội. Vợ hộ soái có ông chồng ưu tú thế này, làm sao lại vượt quá giới hạn được? Thiên Thành nói. Mặc dù hộ soái là hạc trong bầy gà, nhưng anh ấy không hiểu chuyện tình cảm, anh ấy chính là một thằng nam sắt thép. Và lại vợ hộ soái cũng không biết thân phận thật sự của anh ấy, vượt quá giới hạn cũng không phải không được. Hà Ngọc Lan nói. Được rồi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Nhất định là vợ hộ soái quá nhàm chán nên mới đi ra ngoài chơi một chút với Nguyễn Tú Cẩm. Thiên Thành nói. Chỉ mong bọn họ sẽ không gây thêm phiền phức cho chúng ta. Hà Ngọc Lan nói. Chỉ chốc lát, đoàn xe của Thiên Thành đã đuổi kịp xe của Chu Nhược Mai. Vì không làm ảnh hưởng đến Chu Nhược Mai, đội xe của Thiên Thành giữ một khoảng cách với chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai. Lúc này, Chu Nhược Mai ngồi trong Lamborghini. Tú Hằng, tớ vẫn lo lắng đến nơi như quán bar sẽ có người nhận ra tớ, chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác thôi. Chu Nhược Mai nói, nhận ra thì thế nào, chúng ta đâu có đi làm trộm, cũng không phải đi lén lút yêu đương. Chúng ta chỉ đi uống một chút rượu. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không được sao? Nguyễn Tú Cẩm nói. Đi thì đi, nhưng tớ thân là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy tập đoàn lớn nhất thành phố Đà Lạt, mà tớ lại đi đến quán bar, sợ truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt. Chu Nhược Mai nói. Ai quy định tổng giám đốc là không thể đến quán bar chứ? Tớ còn là tác giả nổi tiếng, hàng chục ngàn độc giả đều biết tớ, danh tiếng của tớ không nhỏ hơn cậu, tớ còn không sợ. Gần đây vì cạn ý tưởng, đổi mới chậm, không ít độc giả nói đã khiêng con dao dài 40 mét đuổi giết tớ trên đường. Nguyễn Tú Cẩm nói. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy à? Chu Nhược Mai ngạc nhiên nói. Cậu cho rằng nếu như tớ không tăng tốc độ viết chuyện lên, tớ có thể sẽ bị độc giả chém chết. Nguyễn Tú Cẩm nói. Vậy tớ đi chung với cậu, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lỡ như bọn họ coi tớ thành cậu, chặt nhầm người làm sao bây giờ? Chu Nhược Mai nói. Cậu cũng không cần lo lắng quá mức, bây giờ còn chưa đạt tới mức đó. Mặc dù bọn họ nói đã khiêng dao đợi ở trên đường, nhưng có thể là đùa giỡn. Sau khi đêm nay có được linh cảm, ngày mai tớ sẽ tăng tốc đổi mới,
làm giảm nhiều người tức giận. Nguyễn Tú Cẩm nói, bây giờ tớ mới biết, hóa ra viết tiểu thuyết cũng là một nghề nguy hiểm, lúc nào bị chém cũng không biết. Chu Nhược Mai nói, cho nên nói, đêm nay nhất định cậu phải đi đến quán bar với tớ. Chỉ có quán bar mới có thể làm cho tinh thần buông lỏng, điều chỉnh trạng thái. Nguyễn Tú Cẩm nói, được, vì để cậu không bị độc giả chém, tớ chỉ có thể liều mình giúp cậu. Chu Nhược Mai nói, đây thật sự không đáng là bao, nhưng cậu thật sự là bạn thân của tớ. Nguyễn Tú Cẩm nói, còn cần phải nói à, nhận được tiền bản thảo nhớ mời tớ ăn tiệc là được. Chu Nhược Mai nói, không thành vấn đề, Nguyễn Tú Cẩm nói. Chúng ta đi quán ba nào đây? Chu Nhược Mai hỏi. Đến quán ba Hải Đường đi, nghe nói quán ba Hải Đường tương đối tốt. Nguyễn Tú Cẩm nói. Được, vậy đến quán ba Hải Đường. Chu Nhược Mai nói. Chu Nhược Mai lái đến quán ba Hải Đường, sau khi đậu xe xong mới bước vào quán ba với Nguyễn Tú Cẩm. Lúc Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đi vào quán ba, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng ở ven đường lấy ra điện thoại, lặng lẽ gọi một cú điện thoại. Chương 474 quán ba Hải Đường. Đám người của Thiên Thành theo dõi xe của Chu Nhược Mai đi tới gần quán ba Hải Đường. Vợ của hộ soái thật biết gây chuyện, cô ta chạy tới quán ba Hải Đường là chê cô ta gây phiền phức không đủ nhiều sao. Hà Ngọc Lan phàn nàn nói. Nếu vợ của hộ soái không cho chúng ta thêm phiền phức, làm sao chúng ta có đất dụng võ đây? Đừng oán trách, thời khắc cô ra tay đã sắp đến. Thiên Thành nói. Anh có ý gì? Hà Ngọc Lan hỏi. Hiện tại vợ hộ soái đã bước vào quán ba, cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu bị người khác chú ý thì tiến vào quán ba nhất định sẽ có đàn ông mang ý đồ xấu tiếp cận cô ấy. Cô đi theo vào, âm thầm bảo vệ bọn họ, Thiên Thành nói. Một mình tôi đi vào sao? Hà Ngọc Lan hỏi. Đúng thế, Thiên Thành nói. Vậy mọi người thì sao? Hà Ngọc Lan lại hỏi. Chúng tôi ở bên ngoài đề phòng, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Thiên Thành nói. Thế nhưng tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, tôi đi vào cũng sẽ khiến rất nhiều đàn ông có ý đồ xấu, anh không sợ tôi gặp nguy hiểm à? Hà Ngọc Lan nói. Cô đừng có mà giả bộ, cô mạnh mẽ như vậy, gặp nguy hiểm là những người đàn ông có ý đồ xấu kia mới đúng. Thiên Thành nói. Nhưng tôi chưa từng vào quán bar, tôi có chút mất bình tĩnh. Hà Ngọc Lan nói. Sợ cái gì, tình huống nào cô chưa thấy qua, chẳng lẽ một quán bar nho nhỏ có thể làm khó được cô ư? Thiên Thành nói, tôi không rõ anh giữ nhiều người như vậy ở bên ngoài canh giữ gì chứ. Tôi vô cùng nghi ngờ anh đang lười biếng. Hà Ngọc Lan nói, làm sao tôi có thể lười biếng chứ? Bên ngoài còn quan trọng hơn bên trong, cô có biết hay không? Thiên Thành nói, nếu vợ hộ soái gặp nguy hiểm cũng gặp nguy hiểm ở trong quán bar, bên ngoài có cái dám gì? Đừng kiếm cớ, chúng ta đi vào chung đi. Hà Ngọc Lan nói, người trong quán rượu đều là người bình thường. Coi như vợ hộ soái gặp nguy hiểm cũng là nguy hiểm bình thường. Nguy hiểm chân chính là do người bên ngoài tới. Thiên Thành nói. Anh có thể nói rõ ràng một chút không? Tôi không rõ anh đang nói gì. Hà Ngọc Lan nói. Sao cô lại ngu thế này? Khó trách thực lực cá nhân của cô mạnh như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một đội trưởng đội đặc nhiệm. Thực lực của tôi không khác gì cô, nhưng tôi đã là tướng ba sao. Bởi vì tôi biết dày biết mỏng, có dũng có mưu. Còn cô chỉ là một cô nàng có dũng không có mưu mà thôi. Thiên Thành nói. Anh lại dám mắng tôi có dũng mà không có mưu sao? Hà Ngọc Lan có chút tức giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Đạo lý đơn giản như vậy cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tôi nói thẳng cho cô biết, người trong quán rượu, nhiều nhất chỉ là một số người sống trong nghề, hoặc một số cao thủ tình trường. Mà bên ngoài, có thể đặc nhiệm bên kẻ địch đã phát hiện vợ của hộ soái nửa đêm vào quán bar. Lúc nào cũng có thể sẽ có số lượng lớn đặc công đến đây muốn gây bất lợi cho vợ hộ soái. Tôi ở đây bố trí mai phục, ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài quán bar, chẳng lẽ nhiệm vụ của tôi không nặng hơn cô sao? Thiên Thành nói. Hà Ngọc Lan nghe thấy Thiên Thành nói như vậy, lập tức bừng tỉnh ngộ ra, tôi hiểu rồi, chiêu này của anh là dụ rắn ra khỏi hang, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, dẫn dụ đặc nhiệm của kẻ địch tấn công, sau đó một mẻ hốt gọn bọn họ. Không khác lắm với ý này. Tôi cũng không muốn dẫn bọn họ đến, là vợ hộ soái rêu rao khắp nơi, tôi cũng không có cách nào. Hiện tại sắp phải chiến đấu, trong thời kỳ nhạy cảm này, vợ hộ soái tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót nào, không thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Thiên Thành nói. Được, không nói nhiều như vậy, hiện tại tôi sẽ đi vào bảo vệ vợ hộ soái. Hà Ngọc Lan nói. Đi đi,
Gặp phải nguy hiểm gì thì cô hãy gọi điện thoại cho tôi, cô không chỉ chiến đấu một mình, lúc nào tôi cũng có thể trợ giúp cô. Thiên Thành nói, tôi có thể gặp nguy hiểm gì, tôi là người lão luyện khi đối phó tình trường, một mình tôi dư xài rồi. Hà Ngọc Lan nói xong đã xuống xe. Cô cẩn thận một chút, không thể khinh địch, tuyệt đối đừng để người ta dụ dỗ đi khỏi. Thiên Thành dặn dò, anh ấy có chút bận tâm Hà Ngọc Lan mới biết yêu sẽ bị một số đàn ông dụ dỗ trêu chọc chịu không được dẫn dụ đi. Yên tâm đi, tôi đây có ý chí sắt đá. Người có thể làm tôi rung động còn chưa ra đời. Ai không muốn sống thì cứ tới trêu ghẹo. Hà Ngọc Lan cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào quán Ba Hải Đường. Giả Thanh Phương hoàn toàn khác biệt với Nguyễn Tú Cẩm, cô ấy không có linh cảm mới đến quán ba, Giả Thanh Phương không có linh cảm sẽ chơi bóng rổ. Hôm nay Giả Thanh Phương đã hẹn một đội bóng, 5 giờ chiều chơi một trận thi đấu hữu nghị. Hy vọng sau trận bóng này, ngày mai có thể có năng lực sáng tác, linh cảm chảy ra, viết như được thần phù hộ. Chương 475 quá thu hút. Sau khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm bước vào quán ba thì đã ngồi xuống một chiếc ghế dài, sau đó bọn họ gọi rượu đỏ và một ít đồ nhắm. Lúc này quán ba đang là giờ cao điểm, ánh đèn đủ mọi màu sắc chớp loạn, trong tiếng âm nhạc sập sình, rất nhiều nam nữ đang điên cuồng nhảy múa. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã nói uống rượu không nhảy múa, hai người đều nhịn xuống không nhảy. Các cô chỉ muốn cảm thụ một chút bầu không khí như thế này để tâm trạng buông lỏng. Bởi vì các cô đều biết mình lớn lên quá mức xinh đẹp, nếu như nhảy múa, tất nhiên sẽ bị rất nhiều đàn ông chú ý. Nhưng dáng người hai người bọn họ thật sự là quá tốt, coi như đeo khẩu trang cũng không đi nhảy múa, vừa bước vào đã có thể làm không ít đàn ông chú ý. Có đôi khi, một số cô gái đeo khẩu trang, chỉ lộ nửa cái mặt và một đôi mắt, ngược lại càng xinh đẹp hơn, càng có cảm giác thần bí, càng có thể làm đàn ông tò mò, càng muốn nhìn khuôn mặt các cô hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia, sẽ có vẻ càng thêm linh động, càng thêm ngập nước. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thuộc loại này. Lúc này Hà Ngọc Lan cũng vào. Quán bar rất lớn, người ở bên trong lại quá nhiều, các loại ánh đèn chớp loạn, lúc sáng lúc tối. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm cũng không nhìn thấy Hà Ngọc Lan bước đến. Nhưng Hà Ngọc Lan là đội trưởng đội đặc nhiệm, ánh mắt cô ấy sắc bén nên quét mắt một vòng đã thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Vì không ảnh hưởng đến Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, Hà Ngọc Lan ngồi xuống hàng ghế hơi lệch so với hai người bọn họ. Chiếc ghế dài cách Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm một khoảng cách rất xa, cô ta có thể nhìn thấy rõ tình huống bên kia của Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Nhưng Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không quay đầu lại thì rất khó phát hiện Hà Ngọc Lan. Sau khi Hà Ngọc Lan ngồi xuống, cô ấy cũng gọi rượu đỏ và hai món đồ nhắm. Hà Ngọc Lan cũng là một cô gái xinh đẹp, và lại dáng người cũng không kém so với Chu Nhược Mai. Trái lại bởi vì thường xuyên huấn luyện, ngực của cô ấy còn hùng vĩ hơn cả Chu Nhược Mai. Với lại Hà Ngọc Lan không đeo khẩu trang, cô ấy vừa bước tới, lập tức làm không ít cao thủ tình trường chú ý. Mặc dù là lần đầu tiên Hà Ngọc Lan bước vào quán ba vàng thau lẫn lộn này, nhưng cô ấy cũng không luống cuống. Thiên Thành nói không sai, cô ấy là người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến, tình huống gì chưa thấy qua, chẳng lẽ cô ấy sẽ sợ một quán ba nho nhỏ sao? Hà Ngọc Lan bưng rượu đỏ lên, lập tức có một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng gọng vàng đi tới. Chào em có thể mời tôi uống một ly không? Gã đeo kính vừa bước đến đã bắt chuyện rồi. Ai là em? Ông hãy tôn trọng tôi một chút, tôi đây không phải là em của ông. Hà Ngọc Lan tức giận nói. Gã đeo kính lập tức có chút xấu hổ, nhưng gã ta cũng không muốn từ bỏ lại hỏi, em gái, em có thể mời tôi uống một ly không? Sao ông lại nghèo thế này? Ngay cả rượu cũng không uống nổi, ông còn chạy tới đây làm gì? Một người đàn ông lại muốn một cô gái mời uống rượu, ông có thấy bị mất mặt hay không? Hà Ngọc Lan nói. Gã đeo kính lập tức đầu đầy mồ hôi. Từ khi mình ra tay đến nay, cho tới bây giờ gã ta bắt chuyện chưa gặp phải câu trả lời như vậy, người phụ nữ này rất đặc biệt, chẳng lẽ là lần đầu tiên đến quán ba sao? Được, tôi không cần em mời, vậy tôi có thể mời em uống một ly không? Gã đeo kính lại hỏi. Bản thân tôi đang ở quán ba, tại sao phải cần ông mời? Hà Ngọc Lan khinh thường nói. Được, vậy tôi có thể ngồi xuống tâm sự với em không? Gã đeo kính nhìn Hà Ngọc Lan tới một mình hẳn rất cô đơn. Hoặc gặp chuyện đau lòng, cho nên muốn ngồi xuống trước tâm sự với cô ấy. Không được, tôi ghét đàn ông đeo kính, nhìn thôi đã cảm thấy là dạng nhã nhặn hư hỏng, ông đừng tới đây làm chướng mắt tôi, trông thấy ông là tôi lại phiền. Hà Ngọc Lan trực tiếp nói.
Em thật quá đáng. Em có biết tôn trọng người khác không thế? Em có thể có chút lễ phép được không? Gã đeo kính bắt chuyện gặp phải trắc trở liên tục, còn bị Hà Ngọc Lan mạnh mẽ từ chối, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tôi đâu có gọi ông đến, là bản thân ông muốn gây chuyện với tôi, có thể trách ai đây? Đừng cho là tôi không biết trong lòng ông có ý định gì, trong lòng ông cố ý đổ xấu, muốn tán tỉnh tôi, tại sao tôi phải tôn trọng ông chứ? Tại sao tôi phải lễ phép với ông làm gì? Hà Ngọc Lan nói. Vậy mà gã đeo kính không phản bác được. Mau cút, nếu không muốn chết, cũng đừng tới chọc tôi. Hà Ngọc Lan còn nói thêm. Gã đeo kính nhìn thấy Hà Ngọc Lan dữ dằn như thế, gã ta cũng không dám mạnh mẽ, đành phải xám xịt bước đi. Mà lúc này, bên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã lên rượu và đồ nhắm. Bởi vì muốn uống rượu và ăn gì đó, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm không thể không tháo khẩu trang xuống. Sau khi hai người tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, lập tức lại dẫn tới vô số sự chú ý của đàn ông. Hai cô gái xinh đẹp đến quán bar không có đàn ông làm bạn là dễ dàng ra tay nhất, đương nhiên những người đàn ông này sẽ không bỏ qua. Lúc này, một người đàn ông tóc húi cua thân hình cao lớn, đeo dây chuyền vàng thô to, trên người có hình xăm dẫn đầu đi tới chỗ của Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm. Người đàn ông tóc húi cua này đến bên cạnh Chu Nhược Mai rồi trực tiếp ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng, hai người đẹp uống rượu giải sầu ở đây hẳn là rất nhàm chán, để tôi uống hai ly với các em nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 475.